Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 9. Trong rừng rậm, Diệp Quân ngồi khoanh chân lại, trước mặt hắn là kiếm hành đạo. Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo, im lặng không lên tiếng. Tiểu tháp bỗng nói, sao thế? Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, nó thế mà lại giết được một cường giả cảnh giới đại kiếp trong tích tắc. Tiểu tháp nói, ồ. Diệp Quân sửng sốt, sau đó hơi khó tin, tháp ra, người không ngạc nhiên sao? Tháp ra im lặng một lúc rồi nói, ngạc nhiên chứ? Diệp Quân cạn lời. Người thế này mà gọi là kinh ngạc sao? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, tháp ra, có một thắc mắc ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Tiểu tháp nói, ngươi hỏi đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, tỷ tỷ váy trắng vốn dĩ không phải kiếm tiên, thật ra tỷ ấy, là kiếm đế, đúng không? Tiểu tháp vội nói, đúng thế. Kiếm đế. Diệp Quân khẽ nói, ta biết mà, tháp ra, ngươi vẫn luôn giấu ta thực lực của tỷ tỷ váy trắng, quả nhiên ta đoán không sai. Tiểu tháp im lặng, cũng may tên này là người chưa từng trải nhiều, nếu không cũng không dễ lừa. Diệp Quân bỗng nói, tháp ra, có phải ngươi sợ ta sẽ lay động sau khi biết thực lực của tỷ ấy, sau đó không cố gắng tu luyện không? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân lắc đầu cười, sao thế được chứ? Tỷ tỷ váy trắng có lợi hại hơn nữa, đó cũng là việc của tỷ ấy, bản thân mạnh mới là lợi hại, ta biết đạo lý này. Tiểu tháp cười nói, ngươi có thể nghĩ như thế là tốt nhất. Diệp Quân do dự, sau đó nói, tháp ra, nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn cổ mạnh như thế, nhất là nhà họ An còn có quan hệ với kiếm chủ nhân gian trong truyền thuyết, mà ta lại gây thù với họ, có phải sẽ mang đến phiền phức cho tỷ tỷ váy trắng không? Tiểu tháp nói, chắc sẽ không đâu. Diệp Quân trầm giọng nói, nghĩ theo hướng tệ nhất, nếu đến lúc đó nhà họ An gọi kiếm chủ nhân gian đến đánh ta và tỷ tỷ váy trắng thì nên làm thế nào mới ổn? Tiểu tháp im lặng không đáp. Diệp Quân hỏi, tháp ra. Tiểu tháp nói, chuyện ngươi nói, chắc không có khả năng lắm đâu. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp im lặng. Đứa ngốc, sao cha ngươi có thể giúp người ngoài đánh ngươi chứ? Nhất là còn đánh thiên mệnh tỷ tỷ, nhưng nếu nhà họ An có suy nghĩ này, cả nhà họ An sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nó biết tính tình của tiểu chủ. Mặc dù bình thường cả lơ phất phơ nhưng ai dám bất kính với thiên mệnh tỷ tỷ thì tiểu chủ này tuyệt đối sẽ nhảy ra đánh người đó. Tiểu chủ thích An chủ mẫu, nhưng không có nghĩa là thích cả gia tộc họ An. Đương nhiên nó không thể nói rõ hết những việc này cho Diệp Quân. Để không khiến tên này đi vào con đường của cha hắn, nó chỉ có thể lựa chọn tiếp tục gạt hắn. Tiểu tháp cười nói, nghĩ lại mà xem, thư viện Quan Huyên là do kiếm chủ nhân gian thành lập. Kiếm chủ nhân gian là ai cơ chứ? Ông ấy là thiên tài vô song, hiếm có trong 1 triệu năm. Mục đích ông ấy lập ra thư viện Quan Huyên là gì? Là lập ra một thế giới pháp lý. Nhà họ An không có đạo lý thì sao kiếm chủ nhân gian có thể giúp họ, người nghĩ đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, gật đầu cũng đúng. Tiểu tháp mỉm cười, nhiệm vụ hiện giờ của ngươi là cố gắng tu luyện, đạt đến đại kiếm tiên thật sự. Đại kiếm tiên thật sự. Diệp Quân nhắm mắt lại, thật ra hắn cảm thấy hơi tiếc. Vì lúc nãy hắn muốn đánh một trận sảng khoái với 2 cường giả cảnh giới đại kiếp đó, bởi lúc nãy đánh với 2 người kia, hắn nhận ra hình như cảnh giới đại kiếp cũng không đáng sợ mấy. Sở dĩ hắn tạm thời rút lui là vì sợ đối phương còn có người ẩn náu trong bóng tối. 1 đánh 2, hắn thật sự không đủ tự tin, dù sao hắn cũng có thể phá vỡ quy tắc thời không, bây giờ hắn cũng chưa từng dùng sát chiêu này. 1 đánh 3 thì phải cẩn thận. Có can đảm là chuyện tốt nhưng không thể không có đầu óc suy tính được. Bây giờ hắn muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức để đánh một trận cho ra trò. Đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các có nơi thí luyện thực chiến. Nghĩ đến đây hắn đứng dậy rời đi. Lúc này Tịch Huyền bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, ngươi là đại kiếm tiên à? Diệp Quân lắc đầu cười, không phải. Tịch Huyền trầm giọng nói, kiếm của ngươi. Diệp Quân lắc đầu, không nói gì. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân chằm chằm một lát rồi cười nói, bảo trọng. Diệp Quân gật đầu, Tịch Huyền cô nương, cô cũng bảo trọng. Nói rồi hắn xoay người đi. Tịch Huyền bỗng nói, chúng ta có được xem là bạn không? Diệp Quân sửng sốt, sau đó im lặng không đáp. Tịch Huyền, không được à?
Diệp Quân hỏi, nếu vừa rồi ta bị hai cảnh giới đại kiếp bao vây tấn công thì cô sẽ giúp ta chứ? Tịch Huyền hỏi ngược lại, nếu ta bị bao vây đánh thì sao? Diệp Quân mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, ta cũng mong chúng ta là bạn nhưng với tình hình hiện giờ, chúng ta không được xem là bạn vì không thể nào đền đáp cho nhau, chúng ta đều đang vì lợi ích. Bạn bè thật sự thì không nên có tính toán và đề phòng lẫn nhau. Chúng ta chỉ có thể coi là đối tác, cùng hợp tác vì lợi ích chung. Cô thấy thế nào? Tịch Huyền im lặng một lát rồi cười, ngươi nói đúng. Diệp Quân gật đầu, Tịch Huyền cô nương, chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, hắn xoay người biến thành kiếm quang rồi biến mất. Tịch Huyền nhìn theo khẽ cười, đúng là một chàng trai thú vị. Nói rồi cô ấy lắc người biến mất. Cô ấy cũng là cường giả cảnh giới đại kiếp. Lúc nãy cô ấy cũng âm thầm đi theo Diệp Quân, lúc thấy Diệp Quân bị hai người bao vây tấn công, cô ấy cũng tự hỏi có giúp hay không. Cô ấy nghĩ sẽ giúp. Vì cô ấy không ghét chàng trai này. Diệp Quân đến Tiên Bảo Các, vừa đến Tiên Bảo Các, Tần Phong đã ra đón, y cười ha hả nói, Diệp huynh, huynh đến rồi. Diệp Quân mỉm cười, Tần huynh. Tần Phong nhìn Diệp Quân, huynh là đại kiếm tiên. Diệp Quân lắc đầu, không giải thích gì thêm. Vì hắn có giải thích, đối phương có thể cũng không tin. Một thanh kiếm có thể giết một cường giả cảnh giới đại kiếp trong tích tắc. Ai mà tin chứ? Bản thân hắn cũng không tin mà. Thấy Diệp Quân không nói gì, Tần Phong cũng rất thông minh không hỏi thêm, cười nói, Diệp huynh, lần này đến tìm ta có chuyện gì không? Diệp Quân gật đầu, ta muốn tìm một nơi tu luyện, kiểu thực chiến. Thực chiến? Tần Phong ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta sắp xếp cho huynh. Diệp Quân, cảm ơn. Tần Phong, khách sáo gì chứ, đi thôi. Nói rồi y lấy một cuốn sổ ra, siết chặt. Rầm. Ngay tức khắc y và Diệp Quân biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong một tinh không. Cách hai người không xa có một thành cổ màu đen. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Tần huynh, đây là... Tần Phong, căn cứ dịch chuyển, là căn cứ dịch chuyển lớn nhất của tinh vực trung thổ, có thể dịch chuyển đến rất nhiều vũ trụ. Nói rồi y dẫn Diệp Quân vào trong thành cổ đó, cả thành cổ khắp nơi đều là trận pháp dịch chuyển. Có đến hơn 10 vạn. Diệp Quân hỏi tò mò, chúng ta đang đến nơi nào để tu luyện? Tần Phong nghiêm túc nói, Huyền Tháp. Diệp Quân nhíu mày, Huyền Tháp. Tần Phong gật đầu, Huyền Tháp nằm ở huyền giới, cả huyền giới đã được cải tạo thành vùng đất tu luyện, rất nhiều gia tộc lớn và thiên tài tông môn lớn ở chư thiên vạn giới đều tu luyện ở đây. Có thể nói nơi này là nơi tu luyện tốt nhất ngoài đại lục tiểu quan. Diệp Quân nhìn Tần Phong, đại lục tiểu quan. Tần Phong cười nói, tổng viện của thư viện Quan Huyên nằm ở đại lục tiểu quan. Đại lục tiểu quan thuộc về vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên rất lớn và có nhiều vũ trụ thế giới, mà đại lục tiểu quan là trung tâm vì trụ sở chính của thư viện nằm ở đây. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, huynh muốn tranh số mệnh đại đạo phải không? Diệp Quân gật đầu. Tần Phong nhìn Diệp Quân. Vậy ta phải nhắc huynh, những thiên tài đến tranh số mệnh đại đạo lần này thực sự rất đáng sợ. Theo ta biết, có vài người trong số họ luôn tu luyện trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên, không chỉ có tài nguyên tốt nhất mà còn có những người chỉ dạy giỏi. Có thể nói tầm nhìn và thực lực của những người này vượt xa những thiên tài yêu nghiệt bên ngoài. Diệp Quân ngẫm nghĩ, gật đầu, ta hiểu rồi, nhưng tháp gia của ta cũng rất lợi hại, ta có tháp gia chỉ dạy, ta tin không thua bất kỳ ai. Trong tiểu tháp bật cười ha hả. Tháp gia. Tần Phong nhìn Diệp Quân mỉm cười, cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Diệp huynh, sau khi đến huyền giới, huynh đi thẳng đến huyền tháp có 72 tầng, mỗi tầng đều tự tạo ra một thế giới, có đủ loại thí luyện nhưng rất tốn tiền, cực kỳ tốn tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thế Diệp Quân sầm mặt. Tài sản hiện giờ của hắn có tổng cộng 2.600 vạn kim tinh. Nhưng hắn biết chừng này không nhiều, tu luyện là đốt tiền. Tần Phong nói tiếp, còn một việc, huynh nhất định phải nhớ kỹ nơi đó yêu cầu phải ký giấy sinh tử, tức là nơi thí luyện ở đó không phải như trò chơi trẻ con mà là đối mặt với kiếm thật thương thật, sẽ có chết người thật. Nhất là khi huynh lựa chọn thực chiến, cho dù người nào lựa chọn thực chiến đều phải ký giấy sinh tử, nếu như đánh chết, chỉ có thể tự trách mình kém cỏi hơn người khác, hiểu không? Diệp Quân phấn khích, kích thích quá.
Vẻ mặt Tần Phong cứng đờ. Diệp Quân nói, Tần huynh, chúng ta đi thôi. Tần Phong lắc đầu khẽ cười, Diệp huynh, ta còn phải nhắc huynh một việc, miễn cho sau khi huynh đến đó lại mơ hồ với mọi thứ. Diệp Quân cười, ừ, huynh nói đi. Tần Phong gật đầu, ở huyền giới có thể sẽ có thiên tài của đại lục tiểu quan xuất hiện, nếu gặp phải những người này, có thể tránh thì cố gắng tránh. Diệp Quân hơi khó hiểu, chẳng phải chỗ tu luyện của đại lục tiểu quan tốt hơn sao? Bọn họ đến huyền giới làm gì? Tần Phong cười khổ, tất nhiên là làm màu khoe mẽ rồi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, lắc đầu cười nói, có gì mà phải làm màu, thật sự rất nhàm chán. Ta không hiểu mấy người mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm màu kia là nghĩ thế nào nữa. Tiểu tháp. Tần Phong cười nói, cũng không phải tất cả thiên tài đều thích thế, có vài người lại thích thế nên nếu huynh có gặp được thì tránh đi vì đám người này đều là thế hệ thứ hai, trong nhà không có quyền thì cũng rất giàu có. Y ngừng một chốc lại nói, dù là ở cả vũ trụ quan huyên thì thực lực cá nhân của Diệp huynh chắc chắn là người xuất sắc. Nhưng Diệp huynh cũng nên biết một khi xảy ra mâu thuẫn, người ta sẽ không một đánh một với huynh, mà sẽ đấu về lai lịch, thế lực, gọi người đến đấu với huynh, đến lúc đó huynh phải làm sao? Diệp Quân im lặng không nói. Đấu về lai lịch, đấu về thế lực, gọi người đến. Diệp Quân lắc đầu cười khổ, ta không có gì cả, tháp gia nói cha ta là một kẻ yếu hèn. Tiểu tháp bỗng nói, mẹ kiếp, người đừng cứ suốt ngày nhắc đến chuyện này thế chứ. Diệp Quân chớp mắt, thầm hỏi, vì sao? Tiểu tháp im lặng. Đại ca à, người lại nhắc tới chuyện này, chỉ sợ là sau này tiểu tháp ta ngay cả hài cốt cũng chẳng còn đâu. Nhưng nó không thể nói với thằng nhóc này. Xong rồi. Tiểu tháp thầm thở dài, mình thế này là đang tự đào hố cho mình rồi. Tạo nghiệt mà. Tiểu tháp gào khóc. Diệp Quân im lặng, hắn cảm thấy, chắc chắn tháp gia giấu hắn chuyện lớn gì đó. Lúc này, Tần Phong đột nhiên cười nói, Diệp huynh. Khởi hành đi. Nói xong, y chỉ vào một tòa trận pháp dịch chuyển ở phía xa. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn ôm quyền với Tần Phong, Tần huynh, cảm ơn. Tần Phong cười nói, chuyện nhỏ. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa, đi vào trong trận pháp dịch chuyển khởi động, chẳng mấy chốc, hắn đã biến ngay mất tại chỗ. Sau khi Diệp Quân biến mất, Tần Phong nhẹ giọng nói, cái đùi này, mình phải ôm mới được. Nói xong, y cười ha hả, chờ tên này trở thành kiếm đế, ông đây có một huynh đệ là kiếm đế, đến khi đó, bên trong tiên bảo các, ta xem những tên khốn kiếp kia còn dám bắt nạt ta nữa hay không. Huyền giới. Trong một sơn cốc nào đó, có mấy chục vạn trận pháp dịch chuyển. Lúc này, một trong những tòa trận pháp dịch chuyển đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một chàng trai mặc áo choàng đen xuất hiện trên trận pháp dịch chuyển. Người đó chính là Diệp Quân. Diệp Quân sửa sang lại quần áo một chút, đi xuống trận pháp dịch chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở cuối sơn cốc kia, có thể thấy được một tòa tháp cao ẩn hiện. Huyền tháp. Diệp Quân đang định ngự kiếm phi hành, đúng lúc này, một tòa trận pháp dịch chuyển cách hắn không xa đột nhiên rung động, chẳng mấy chốc, cùng một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, một chàng trai khác bước ra. Chàng trai đó mặc một bộ cẩm bào sang trọng. Bên hông treo một miếng ngọc bội lớn bằng lòng bàn tay, trên ngọc bội lấp lánh lưu quang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết phi phàm. Mỗi ngón tay trên tay hắn ta đều đeo một chiếc nhẫn, chỉ sợ người khác không biết hắn ta giàu có. Hào nhoáng. Khí tức quý tộc bức người. Cảm giác chàng trai này mang đến cho Diệp Quân chính là như vậy. Lúc này, chàng trai nhìn thoáng qua Diệp Quân, cười nói, xưng hô như thế nào. Diệp Quân bình tĩnh nói, Diệp Quân. Chàng trai khẽ gật đầu, bổn vương vừa mới tới, không quen thuộc với nơi này lắm, thiếu mấy hộ vệ, người có hứng thú không? Diệp Quân sửng sốt, hộ vệ. Chàng trai cười nói, một ngày một vạn kim tinh. Diệp Quân liếc mắt nhìn chàng trai, sau đó nói, người đến để thí luyện sao? Chàng trai cười ha ha, đúng vậy. Diệp Quân hơi nghi hoặc, nếu người tới thí luyện, vì sao còn phải tìm hộ vệ? Chàng trai cười nói, sợ kẻ gây rối hại bổn vương. Diệp Quân im lặng. Tên này không phải đến từ vũ trụ quan huyên đến đây để giả vờ giả vịt đấy chứ. Chàng trai đột nhiên nói, có hứng thú không? Diệp Quân lắc đầu, ta phải đi tu luyện. Nói xong, hắn ngự kiếm phi hành,
lập tức biến mất ở phía chân trời xa xa. Nhìn thấy cảnh này, chàng trai sửng sốt, mẹ kiếp. Lại là một vị kiếm tiên, bổn vương mù rồi. Lúc Diệp Quân đi tới huyền tháp, không thể không nói, huyền tháp này thật sự vô cùng to lớn, cao tới vạn trượng, thẳng tắp đâm sâu trong trời mây, hơn nữa còn chiếm diện tích cực lớn, mấy chục dặm. Đúng là một con quái vật khổng lồ. Diệp Quân đi tới lối vào, có một ông lão ngồi ở cổng tháp. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, thí luyện thực chiến. Ông lão bình tĩnh nói, thí luyện thực chiến chia làm 6 cấp bậc, lần lượt là thí luyện tầng chữ nhân, thí luyện tầng chữ địa, thí luyện tầng chữ thiên, còn có thí luyện tầng chữ hoàng, thí luyện tầng chữ tiên, cuối cùng là thí luyện tầng chữ đế. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thích hợp ở tầng nào. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Quân, tức giận nói, người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Diệp Quân mỉm cười tươi rói, sau đó nói, vậy bắt đầu thí luyện từ tầng chữ thiên. Ông lão bình tĩnh nói, ở bên trong một ngày, 5 vạn kim tinh. 5 vạn. Sắc mặt Diệp Quân lập tức biến đổi, một ngày 5 vạn. Ông lão gật đầu. Diệp Quân liếc nhìn ông lão, lẩm bẩm trong lòng, trời ơi, tháp gia, tiên bảo các này cũng biết cách kiếm tiền quá nhỉ. Ta cũng muốn cướp luôn cả tiên bảo các. Tiểu tháp không nói gì. Ông lão bình tĩnh, chê đất hả. Diệp Quân gật đầu. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Quân, xem ra, ngươi là một tán tu. Diệp Quân hơi nghi hoặc, tán tu. Ông lão thờ ơ nói, là người không có gia thế, không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể một mình, loại này gọi là tán tu, hiểu chưa? Diệp Quân liếc nhìn ông lão, sau đó lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho ông lão. Trong nhẫn không gian này vừa vặn có 5 vạn kim tinh. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, người định ở bên trong một ngày sao? Diệp Quân gật đầu. Ông lão lắc đầu, cậu thanh niên, đừng trách lão già như tôi nói chuyện khó nghe, nghe tôi khuyên, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tiêu xài, nơi này được dành riêng cho những người giàu có, nếu ngươi đến đây để tiêu xài, chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm của riêng ngươi và gia tộc mà thôi. Làm không tốt còn khiến cha mẹ ngươi phải gánh nợ, không đáng. Diệp Quân mỉm cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng ta vẫn còn một chút tiền tiết kiệm. Ông lão liếc nhìn Diệp Quân, sau đó cất nhẫn không gian, ông lão lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Diệp Quân. Giấy sinh tử. Ông lão nhìn Diệp Quân, một khi ký vào giấy sinh tử này, người xảy ra bất kỳ chuyện gì trong tầng thí luyện đều do người tự chịu trách nhiệm. Hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Ông lão nói, nhỏ một giọt máu. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó chọc vào tay, một giọt máu rơi xuống giấy sinh tử, nhưng máu vừa rơi xuống, giấy sinh tử kia lập tức biến mất không còn bóng dáng. Ông lão sửng sốt. Diệp Quân cũng sững sờ đứng yên tại chỗ. Điều đó có nghĩa là gì? Ông lão nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt Diệp Quân với vẻ mặt khó hiểu, có phải giấy của các ông có vấn đề không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, trên tờ giấy này có quy tắc thiên đạo của nơi này. Ký vào giấy sinh tử tương đương với việc thừa nhận quy tắc thiên đạo ở đây, người nghĩ rằng tờ giấy này có thể có vấn đề được sao? Diệp Quân lại ngẫm nghĩ, sau đó nói, thử lại lần nữa. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó lại lấy ra một tờ giấy sinh tử nữa. Diệp Quân chọc một ngón tay, một giọt máu rơi vào giấy sinh tử, tuy nhiên, giống như vừa rồi, máu vừa xuất hiện trên giấy sinh tử kia, giấy sinh tử lập tức biến mất không còn dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, ông lão nhíu chặt mày. Diệp Quân nhìn về phía ông lão, vẻ mặt vô tội. Ông lão lại lấy ra một tờ giấy sinh tử đặt ở trước mặt Diệp Quân, tiếp nào. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó chọc một cái, một giọt máu rơi xuống giấy sinh tử. Ông lão nhìn chằm chằm vào giấy sinh tử, chẳng mấy chốc, giấy sinh tử kia lại lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thần sắc ông lão trở nên nghiêm trọng. Quy tắc thiên đạo trong giấy sinh tử không chịu nổi giọt máu này ư. Ông lão nhìn về phía Diệp Quân, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Quân bình tĩnh nói, một người bình thường. Ông lão giận dữ nói, một người bình thường làm sao có thể khiến quy tắc thiên đạo nơi này không chịu nổi. Diệp Quân thấy hơi bất lực nói, ta thật sự chỉ là một người bình thường. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Quân một lúc lâu và nói, cha của ngươi đâu? Cha ngươi tên là gì?
Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Ông lão nhíu mày, không biết hả? Diệp Quân gật đầu. Ông lão lại hỏi, ông ta làm gì? Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, tháp gia ta nói ông ấy ăn bám. Mẹ kiếp! Giọng nói của tiểu tháp đột nhiên vang lên, nhóc con, thực ra cha của ngươi rất tốt, thật đấy. Diệp Quân chớp mắt, thật sao? Tiểu tháp còn định nói thêm, lúc này, giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, ngu xuẩn, hắn đang cố tình khiêu khích ngươi đó. Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên thức tỉnh. Chết tiệt! Suýt nữa rơi vào bẫy của tên khốn này. Diệp Quân vội vàng hỏi, tháp gia. Tiểu tháp không nói gì nữa. Diệp Quân im lặng. Vốn dĩ còn muốn moi được một vài thông tin từ chỗ tháp gia, không ngờ lại bị tháp gia nhìn thấu. Tuy nhiên, điều này cũng giúp hắn chắc chắn hơn một điều về cha của mình, đó là chắc chắn tháp gia đã che giấu rất nhiều. Sau đó, ông lão nói thêm, cha của ngươi làm gì? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nói, tiền bối, nếu nhỏ máu không được, vậy thì ký tên đi. Vừa rồi sở dĩ hắn trả lời các câu hỏi là bởi vì muốn gài bẫy tháp gia, bây giờ, tháp gia không nói lời nào, đương nhiên hắn sẽ không nói thêm gì nữa. Ông lão nhíu mày, còn muốn hỏi thêm thì Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, ta cũng không biết cha ta làm gì, nhưng từ nhỏ, cha ta luôn nói với ta một câu. Ông lão hơi tò mò, câu gì cơ? Diệp Quân nghiêm túc nói, ông ấy nói, muốn ta tu luyện thật chăm chỉ, tương lai vũ trụ quan huyên này phụ thuộc vào ta. Ông lão sửng sốt, tiểu tháp. Diệp Quân thấp giọng thở dài, sau này, sau khi ta lớn lên, ta mới từ từ hiểu được, cha không chỉ là cha của ta, mà còn là cha của toàn bộ vũ trụ quan huyên. Nói xong, hắn lấy ra một cây bút ký tên giấy sinh tử, sau đó đi vào bên trong huyền tháp. Tiểu tháp. Ông lão vẫn còn sững sờ tại chỗ, một lát sau, ông lão nhìn vào bên trong tháp, tức giận nói, mẹ kiếp, người nói chuyện bậy bạ với ta ở đây, người nghĩ rằng cha của ngươi là kiếm chủ nhân gian sao? Người trẻ tuổi không lo học giỏi, mẹ nó, chỉ thích chém gió khoe khoang. Thật là, bên trong tháp, tiểu tháp đột nhiên nói, lời vừa rồi, ngươi. Diệp Quân cười ha hả, tháp ra, ta chém gió vớ vẩn một chút thôi. Nếu không... ta sợ ông ta sẽ truy hỏi ta mãi. Tiểu tháp im lặng. Ngươi mạnh hơn cha ngươi đôi khi là khoác lác vớ vẩn, mà ngươi khoác lác giống y như thật. Không đúng. Đó là sự thật. Tháp gia cạn lời. Bấy giờ, giọng nói bí ẩn đột nhiên nói, tiểu tháp, ta khuyên ngươi nên cẩn thận hơn nữa. Thằng nhóc này thoạt nhìn thành thật, nhưng thật ra hắn rất biết quan sát. Tiểu tháp im lặng. Nó cũng nhìn ra rồi. Tên nhóc này nhiều khi nói vu vơ một câu nhưng là đang gài bẫy người ta. Nghĩ đến đây, tiểu tháp chợt thấy hơi đau đầu. Người nhà họ Dương sao không có một ai có đầu óc đơn giản hết vậy? Ôi! Tiểu tháp thở dài, muốn che giấu thân phận của tên này càng ngày càng khó khăn. Nhưng tuyệt đối không thể để cho tên này biết thân phận của hắn bây giờ được, nếu không, mất đi cảm giác nguy cơ thì vô cùng bất lợi đối với việc tu luyện của hắn. Phải biết rằng, sở dĩ năm đó tiểu chủ đột phá cảnh giới thần gặp phải vấn đề, là bởi vì thiếu loại cảm giác nguy cơ này. Mà năm đó vì sao lão chủ có thể vô địch? Đó là bởi vì khi đối mặt với thiên mệnh, sự tuyệt vọng mà ông ấy đã trải qua là điều mà tiểu chủ chưa bao giờ trải qua. Đặc biệt là khi nhìn thấy kiếm tu ung dung tự tại cũng không thể làm gì được thiên mệnh, cảm giác tuyệt vọng này, thật sự không cách nào hình dung nổi. Loại trừ nỗi sợ hãi trong tim. Đột phá cấp thần trong lòng. Lão chủ đã làm điều đó. Bởi vì lão chủ đã giết đến cuối cùng, đạo tâm của ông ấy ổn định, vững chắc như bàn đá, ngay cả thiên mệnh cũng không thể lay chuyển, phá vỡ đạo tâm của ông ấy. Mà tiểu chủ lại thiếu phần đạo tâm này, nhưng cũng may, sau đó tiểu chủ đã giác ngộ. Bây giờ nó giấu giếm Diệp Quân không phải vì ngược đãi Diệp Quân, mà là muốn Diệp Quân đi trên con đường thế gian này một lần, xem thử một lần. Đây cũng là ý của kiếm chủ nhân gian cha của hắn. Cũng chỉ có đi từ tầng dưới cùng lên, mới có thể phát hiện ra vấn đề của Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, nếu bây giờ hắn trở thành viện trưởng Thư viện Quan Huyên thì tất cả mọi người đều sẽ liên hợp lại gạt hắn. Trải qua mấy nghìn vạn năm, Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các đều cần cải cách. Mà lần này, Diệp Quân hắn sẽ là người cầm kiếm. Lúc này,
giọng nói bí ẩn kia đột nhiên vang lên, "Tiểu Tháp, ngươi nói xem, có ai tranh đoạt vị trí viện trưởng thư viện Quan Huyên không?" "Mẹ kiếp, ai dám chứ?" Tiểu Tháp cười khẩy, "3000 vạn năm nay, vị trí đó ai dám ngồi lên?" "Mẹ nó, ai dám ngồi chứ?" Giọng nói bí ẩn im lặng. Tiểu Tháp tiếp tục, "Ngay cả những nhân vật tuyệt thế quyền lực ngập trời cũng không dám có ý nghĩ gì về vị trí đó." Giọng nói bí ẩn nhẹ giọng nói, "Ngộ nhớ thư viện đề cử người khác ngồi vào thì sao?" Tiểu Tháp bình tĩnh nói, "Vậy thư viện còn cần phải tồn tại không?" Giọng nói bí ẩn im lặng. Diệp Quân đã tìm thấy trận pháp dịch chuyển của tầng chữ thiên, sau khi bước vào trận pháp dịch chuyển, chớp mắt hắn đã được đưa tới một cánh đồng hoang vắng. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, bốn bề lặng ngắt như tờ. Diệp Quân nhíu mày, yên tĩnh như vậy sao? Mặc dù vô cùng yên tĩnh và chẳng có lấy một bóng người, thế nhưng hắn vẫn tập trung cao độ, hết sức phòng bị. Tiến vào nơi này phải ký giấy sinh tử, hắn không ngu ngốc tới mức cảm thấy nơi này rất an toàn. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân đột nhiên liếc nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc, biểu cảm của hắn chợt trở nên nghiêm trọng. Linh khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm và thuần khiết. Phẩm chất cao hơn so với linh khí bên ngoài ít nhất không dưới 5 lần. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra điểm giá trị ở nơi này. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Ngươi không đột phá cảnh giới sao? Ngươi đã ở cảnh giới phá không rất lâu rồi." Diệp Quân cười nói, "Không sao." Tiểu Tháp hỏi, "Tại sao?" Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó đáp, "Tháp gia, ta có thể giết người hơn ta tới tận mấy cảnh giới, việc này có nghĩa là gì?" Tiểu Tháp không hiểu, "Có nghĩa gì?" Diệp Quân trầm giọng nói, "Có nghĩa rằng có rất nhiều lúc cảnh giới chẳng có liên quan gì tới thực lực cả." Tiểu Tháp trầm giọng nói, "Ngươi có ý gì? Nói kỹ hơn đi." Diệp Quân cười nói, "Nói một cách đơn giản, cảnh giới sẽ có mức độ, giống như hai thanh kiếm, một thanh chỉ được tạo ra theo cách thông thường, thanh còn lại qua nhiều lần tôi luyện, cùng là kiếm, thế nhưng thanh kiếm đầu tiên chắc chắn chẳng thể so bì được với thanh kiếm thứ hai." Hắn ngừng lại rồi lên tiếng, "Tu hành giống như xây lầu, nếu như nền móng không vững, cho dù xây thành lầu cao vạn trượng thì cũng chỉ như miệng cọp gan thỏ, một ngọn gió thổi qua sẽ đổ luôn. Loại cảnh giới này không có ý nghĩa gì, vậy nên ta cảm thấy khi ta tu một cảnh giới thì phải tu luyện nó tới mức cao nhất, tới cuối cùng sẽ có sự thăng tiến vượt bậc." Tiểu Tháp trầm mặc, giọng nói bí ẩn vang lên, "Đỉnh của chóp." Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, "Tháp gia, ta nói có đúng không?" Tiểu Tháp trầm mặc một lát, sau đó nói, "Miễn cưỡng đúng." Diệp Quân chớp mắt, "Thế nào gọi là miễn cưỡng đúng?" "Đúng chính là đúng, sai chính là sai mà." Đương nhiên, hắn cũng không phản bác. "Tháp gia có bảo bối, phải lấy lòng cho tử tế." Tiểu Tháp lại nói, "Vậy nên ngươi muốn đợi đột phá tự nhiên à?" Diệp Quân cười nói, "Ta chỉ cảm thấy ta vẫn chưa đạt tới cực hạn bản thân. Nếu như đạt tới cực hạn bản thân thì cảnh giới này đương nhiên cũng sẽ đột phá." Tiểu Tháp nói, "Có thể." Diệp Quân khẽ gật đầu, đang định nói gì đó, đúng vào lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một trận pháp dịch chuyển, một giây sau, một chàng trai xuất hiện trước mặt hắn. Chàng trai có thân hình vạm vỡ, mắt to mày rậm, mặc một bộ đồ da thú, để tóc rẽ ngôi, kiểu tóc này thoạt nhìn hơi tức cười. Trong tay gã cầm một sợi xích sắt. Đầu cuối của xích sắt là một quả cầu sắt lớn. Lúc chàng trai nhìn thấy Diệp Quân thì đột nhiên cau mày, "Thứ gì đây? Ngươi có cảnh giới phá không à?" Diệp Quân gật đầu, trong lòng thầm phòng bị. Chàng trai nhìn Diệp Quân, "Cảnh giới phá không tới đây để làm gì?" Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, "Vậy ta nên tới tầng nào?" Chàng trai nhìn Diệp Quân rất lâu, nói, "Ngươi có biết ta có cảnh giới gì không?" Diệp Quân nhìn chàng trai, lắc đầu. Chàng trai bình tĩnh nói, "Ta là yêu thú cấp đế." "Yêu thú?" Diệp Quân ngẩn ra, hắn không ngờ tên này lại là một yêu thú, hơn nữa còn là một yêu thú cấp đế. Chàng trai lắc đầu, "Nhìn ngươi giống như lính mới, tới nơi này có lẽ cũng là tới nhầm rồi. Ngươi đền cho ta 5 vạn kim tinh, ta sẽ không giết ngươi." Diệp Quân liếc nhìn chàng trai, "Chúng ta đấu 2 chiêu nhé." Cứ như thế rời đi, hắn đương nhiên không cam tâm. Tiền đều tiêu cả rồi. Không đánh nhau thì có lỗi với 5 vạn kim tinh kia lắm.
Chàng trai cười nói, đấu với ta hai chiêu ư. Diệp Quân gật đầu. Một yêu thú cấp đế mà hắn vẫn không hề sợ. Hơn nữa hắn còn thấy hơi nghi ngờ yêu thú cấp đế trước mắt này còn yếu hơn rất nhiều so với yêu thú cấp đế mà hắn gặp được ở Nam Châu khi trước. Chàng trai đột nhiên cười nói, vậy thì đấu hai chiêu. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nói, cách đánh của ta không được chính quy cho lắm, nếu như có điểm gì mạo phạm thì mong được lượng thứ. Gã yêu thú này rất lịch sự, vậy nên hắn quyết định cũng phải lịch sự trước rồi mới ra đòn. Chàng trai cười ha hả, không sao, người cứ đánh đi. Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Vào khoảnh khắc Diệp Quân biến mất, đồng tử của yêu thú đột nhiên co lại, gã đang định ra tay thì một tia sáng sắc lạnh lao thẳng vào háng của gã. Mẹ kiếp! Trong lòng chàng trai hết sức kinh ngạc, bởi vì tốc độ của Diệp Quân thực sự quá nhanh. Vậy nên gã căn bản không kịp lùi ra sau, dưới tình thế cấp bách, gã chỉ có thể kẹp hai chân lại. Bốp! Cú kẹp này đã kẹp chặt lấy khí kiếm của Diệp Quân, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên vung chân đá thẳng về phía cổ gã. Bốp! Một bóng người văng thẳng ra cùng với một tiếng kêu lớn. Không phải chàng trai mà là Diệp Quân. Diệp Quân lùi ra sau mấy trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân ngẩn ra. Hắn liếc nhìn chân phải đang hơi tê dần của mình, trong lòng kinh hãi. Không hổ là yêu thú cấp đế, năng lực phòng ngự này thật sự quá biến thái. Chàng trai nhìn Diệp Quân, đang định nói gì đó, Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Chàng trai híp hai mắt lại, tung một cú đấm ra. Bốp! Cú đấm này vừa được tung ra, không gian trước mặt gã lập tức chấn động như sắp vỡ nát. Thế nhưng lại đánh vào khoảng không. Con người của chàng trai co lại, gã quay phát người lại, lúc này, một thanh kiếm đâm thẳng về phía háng của gã, lần này thì gã không kịp kẹp chân lại nữa. Bốp! Một đạo kiếm quang đột nhiên vỡ nát từ háng của chàng trai, gã mở to hai mắt, nhấc mông lên, cùng lúc này, gã kẹp mạnh chân lại, nhưng kiếm đã không còn nữa. Một giây sau, một thanh kiếm lao thẳng về phía hai mắt của gã. Nhanh như thiên lôi! Trong lòng chàng trai kinh hãi. Hai mắt nhắm chặt lại. Phụt! Một ánh lửa lóe lên từ hai mắt của chàng trai. Một giây sau, chàng trai chỉ cảm thấy dưới háng truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Người này lại tấn công vào háng gã. Chàng trai đột nhiên phẫn nộ gầm lên, một cỗ khí tức yêu thú khủng bố bộc phát ra từ bên trong cơ thể gã. Thời không nứt toác, mặt đất vỡ vụn. Lúc này, Diệp Quân đã xuất hiện ở mười mấy trượng bên ngoài. Cùng lúc này lại là một nhát kiếm chém thẳng về phía háng của chàng trai. Bốp! Chàng trai sững sờ, sau đó khuôn mặt dần trở nên méo mó. Mặc dù thân xác của gã rất cường hãn, thế nhưng sức mạnh của người trước mắt thật sự không hề yếu. Quan trọng nhất là tên này chỉ tấn công vào đúng vị trí này. Ai mà đỡ nổi đây? Chàng trai cố đè nén cảm giác khó chịu ở háng, gã đột nhiên gầm lên phẫn nộ. Một luồng sóng âm xuyên thẳng qua không gian, lao thẳng về phía Diệp Quân ở ngoài xa. Diệp Quân đột nhiên chuyển động, xuất hiện ở mười mấy trượng phía bên phải, thành công tránh được luồng sóng âm đó. Chàng trai ngẩn ra. Lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một cách dị thường, trong lòng chàng trai vô cùng kinh ngạc, vô thức kẹp chân lại, nhưng lúc này, Diệp Quân lại vung kiếm chém về phía hai mắt gã. Chàng trai vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Phụt 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 phụt. Chẳng mấy chốc, từng đạo kiếm quang không ngừng lóe lên xung quanh cơ thể chàng trai. Chàng trai cũng từng thử phản kích, thế nhưng không có tác dụng, tốc độ của Diệp Quân quá nhanh. Hơn nữa, Diệp Quân còn chẳng đối chọi với gã. Một người mang sức mạnh lớn có thể chiến thắng 10 tên biết võ nghệ. Thế nhưng tiền đề là tốc độ của đối phương không nhanh bằng ngươi. Nếu như tốc độ của đối phương nhanh hơn ngươi thì cho dù ngươi có mạnh cỡ nào cũng chẳng làm gì được đối phương, vậy thì cũng trở thành vô dụng. Trừ phi sức mạnh của ngươi có thể làm cho không gian mấy trăm trượng xung quanh đối phương vỡ nát chỉ với một đấm, chỉ có như vậy thì tốc độ của Diệp Quân mới bị áp chế. Lúc này, chàng trai đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, một giây sau, một luồng khí tức yêu thú khủng bố mạnh mẽ bộc phát từ bên trong cơ thể gã, trong nháy mắt. Không gian xung quanh bị chấn động mà nứt toác ra, từng luồng khí tức yêu thú không ngừng tuôn ra từ bên trong cơ thể gã. Diệp Quân chỉ có thể tạm tránh sự công kích,
liên tiếp lùi ra xa cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn về phía chàng trai, lúc này, sau lưng chàng trai có một con yêu thú hư ảo. Cơ thể của con yêu thú này giống như một con cá mập lớn, miệng phun đầy máu, bên trong là những hàm răng sắc nhọn giống như những mũi dao, muốn tìm người để cắn, cực kỳ kinh người. Diệp Quân nhíu mày, đây là yêu thú gì? Phía xa, chàng trai vẫn đang kẹp chân, gã liếc nhìn Diệp Quân, cách đánh này của ngươi là không chính quy sao? Mẹ kiếp, cách đánh này của ngươi quá hèn hạ rồi đấy. Diệp Quân mỉm cười, yêu thú huynh à, cách đánh này của ta quả thực hơi hèn hạ, nhưng thực tế là do không còn cách nào khác, phòng ngự của yêu thú mấy người thật sự quá đỗi nghịch thiên, nếu như không công kích vào mấy điểm yếu này thì ta hoàn toàn không có cơ hội thắng, vậy nên chỉ có thể đắc tội mà thôi. Thấy Diệp Quân khách khí như vậy, chàng trai vốn đang muốn nổi điên đột nhiên thấy cạn lời. Nghĩ kỹ thì hình như người ta nói cũng không sai. Đổi lại là bản thân gã cũng sẽ làm như vậy, dù gì đã tới nơi này rồi thì cũng đều phải ký giấy sinh tử, không ai dám lấy tính mạng của mình ra để đùa cả. Chàng trai trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi có thể đổi cách đánh không? Diệp Quân lắc đầu. Ta thừa nhận cách đánh rất hèn hạ, nhưng điều này không trái với bản tính của ta. Thấy Diệp Quân lắc đầu, chàng trai trầm giọng nói, nếu như ngươi không đổi cách đánh thì ta chỉ có thể khôi phục lại bản thể để đấu với ngươi thôi. Khôi phục lại bản thể. Diệp Quân gật đầu, được. Chàng trai nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chắn muốn ta khôi phục lại bản thể chứ? Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, sau khi ngươi khôi phục lại bản thể, có phải nơi nào đấy sẽ to hơn không? Gương mặt to lớn của chàng trai co rúm cả lại, loài người, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Ngươi tốt xấu gì cũng là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tiên. Ngươi không thể đường đường chính chính đấu với ta sao? Ngươi có biết không, cách đánh này của ngươi đã thay đổi cách nhìn của ta về kiếm tu rồi. Diệp Quân thấy hơi hiếu kỳ, ngươi từng gặp kiếm tu khác sao? Chàng trai gật đầu, từng gặp. Diệp Quân vội vàng hỏi, kiếm tu khác như thế nào? Chàng trai liếc nhìn Diệp Quân, tương đối đứng đắn, hơn nữa rất lạnh nhạt, ít nói. Không giống như ngươi, ngươi nhìn thì khá đứng đắn, nói chuyện cũng lịch sự, nhưng việc mà ngươi làm thì quá hèn hạ bỉ ổi. Diệp Quân không còn lời gì để nói. Chàng trai lại nói, ngươi là người của vũ trụ quan huyên sao? Diệp Quân lắc đầu, không phải, ta đến từ Nam Châu. Chàng trai nhíu mày, Nam Châu. Diệp Quân gật đầu. Chàng trai trầm giọng nói, chưa từng nghe. Diệp Quân cười nói, một châu nhỏ bên dưới trung thổ thần châu. Chàng trai khẽ gật đầu, ra là như vậy. Nói xong, gã liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ta không đánh với ngươi nữa. Ta muốn đổi chỗ, còn về ngươi, ta kiến nghị ngươi đi đến tầng chữ hoàng. Nói xong, gã quay người rời đi, bước được vài bước, gã đột nhiên dừng lại, sai đó quay người nhìn về phía Diệp Quân, hai ngày vừa qua. Nơi này xuất hiện một thiên tài rất yêu nghiệt, cũng tới từ trung thổ thần châu, tên đó cũng mang họ Diệp, tên là Diệp Khải, người có quen không? Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó nói, quen, đó là huynh đệ của ta. Chàng trai nhìn Diệp Quân, y đã đắc tội với một yêu nghiệt của Hám Thiên Tông trong vũ trụ quan huyên, yêu nghiệt đó hiện giờ đang liên kết với một số thiên tài của vũ trụ quan huyên truy sát y. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân lập tức trầm xuống. Diệp Khải bị đuổi giết. Đây là điều Diệp Quân chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng không ngờ Diệp Khải lại tới đây. Đệ đệ này của hắn cũng giỏi đấy chứ. Bấy giờ, chàng trai kia chợt hỏi, ngươi và cậu ta thực sự là huynh đệ sao? Diệp Quân gật đầu đáp, đúng rồi. Chàng trai nhíu mày hỏi tiếp, hai người đều đến từ Nam Châu gì đó sao? Diệp Quân lại trả lời, đúng rồi. Chàng trai lắc đầu tấm tắc khen ngợi. Một vùng đất Nam Châu nhỏ bé lại sản sinh ra hai thiên tài xuất chúng, quá lợi hại. Lại còn cùng một gia tộc nữa chứ. Dứt lời, gã quay lưng bỏ đi. Diệp Quân bỗng lên tiếng, yêu huynh có biết huynh đệ của ta đang ở đâu không? Chàng trai dừng bước đáp, ta là Tần Yêu. Người huynh đệ kia của ngươi bị đuổi tới tầng chữ hoàng, có lẽ bây giờ đang gặp nguy hiểm. Người đuổi cậu ta là Lưu Kỳ của Hám Thiên Tông. Người đó là đệ đệ ruột Lưu Băng. Thiếu tông chủ đương nhiệm của Hám Thiên Tông. Nói tới đây, gã bỗng ngừng lại rồi hỏi, người biết Lưu Băng không? Diệp Quân lắc đầu, quay lưng đi mất.
Tần Yêu nhíu mày hỏi, thế ngươi biết Hám Thiên Tông không? Diệp Quân lại lắc đầu, bước chân không hề ngừng lại. Tần Yêu còn định nói gì đó thì bị hắn đột nhiên chen ngang, huynh đừng có nói với ta. Tần Yêu ngớ người, sau đó cảm thấy vô cùng kính phục. Thì ra ý của Diệp Quân là cho dù kẻ thù hùng mạnh đến đâu, hắn đều phải giúp huynh đệ của mình. Tình nghĩa huynh đệ thật sâu nặng. Đúng lúc này, Diệp Quân đã đi khá xa chợt mở lời, huynh nói nhiều quá ta sợ sẽ bị áp lực, chùn bước không đi nữa. Vẻ mặt Tần Yêu trở nên cứng ngắc. Diệp Quân đi tới trước mặt ông lão canh tháp, tôi muốn đến tầng chữ hoàng. Ông lão canh tháp không khỏi khiếp sợ nhắc lại, tầng chữ hoàng sao? Hắn kiên định gật đầu. Ông lão canh tháp trầm giọng hỏi, người chắc chưa? Hắn nhìn chằm chằm ông ta đáp, chắc rồi. Ông ta nhìn lại anh rồi bảo, giá vào tầng chữ hoàng là 100.000 kim tinh một ngày. Diệp Quân dứt khoát đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Ông lão canh tháp đưa cho hắn một thẻ gỗ, bóp nát nó là có thể đi vào. Diệp Quân gật đầu làm theo. Ngay sau đó, không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Bên trong tầng chữ hoàng, ở dưới vách núi nào đó, một chàng trai mặc áo bào đen đang dựa lưng vào vách đá, ánh mắt đề phòng nhìn đám người ở xa xa. Chàng trai này chính là Diệp Khải. Y đạp chân phải xuống đất, nhìn chằm chằm gã đàn ông cầm đầu mặc áo trắng, ánh mắt bình thản. Người đó cũng nhìn lại y bật cười, không ngờ ta lại gặp được một loại pháp tắc cao cấp như vậy ở nơi này, lại còn là pháp tắc đại địa. Nói rồi gã nhìn xuống chân phải của Diệp Khải, cười nói, người đang ngưng tụ sức mạnh mặt đất. Bất chợt Diệp Khải xông lên đá ra một cú thật mạnh. Rầm. Giây phút y đá chân ra, vô số sức mạnh mặt đất tuôn ra khỏi lòng đất, xông thẳng về phía người áo trắng kia. Gã áo trắng nheo mắt lại, giơ tay phải đánh ra một chưởng toái địa. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả hai người đồng loạt lùi lại không ngừng. Mặt đất dưới chân họ vỡ tan tành, xuất hiện nhiều vết nứt lan tràn ra bốn phía. Trông vô cùng khủng khiếp. Diệp Khải trừng mắt nhìn gã áo trắng, thầm đánh giá thiên tài đến từ vũ trụ quan huyên này đúng là có bản lĩnh. Người của trung thổ thần châu khó mà sánh kịp. Gã áo trắng hưng phấn lên tiếng, không ngờ pháp tắc đại địa lại có thể giúp ngươi vượt hai cấp đấu ngang sức với ta. Diệp Khải lạnh lùng hỏi, ta và ngươi không thù không oán. Tại sao cứ phải đuổi giết ta cho bằng được? Đối phương mỉm cười đáp, đúng là chúng ta không thù không oán, nhưng ta thấy hứng thú với pháp tắc đại địa của ngươi. Thần vật của thế gian phải thuộc về người có năng lực. Ánh mắt của Diệp Khải dần trở nên lạnh lẽo. Người kia cười nói, ta biết chắc chắn ngươi có người che chở. Đáng tiếc ở đây là Huyền Tháp, địa bàn của Tiên Bảo Các. Cao thủ đạt cảnh giới cao hơn giới hạn của nơi này dám ra tay can thiệp thì sẽ bị cao thủ của Tiên Bảo Các ngăn cản. Hơn nữa người cũng sẽ bị Tiên Bảo Các cho vào danh sách đen, thậm chí còn bị truy nã. Vì vậy, người che chở cho ngươi không dám ra tay đâu. Diệp Khải im lặng. Nếu đúng như lời gã áo trắng này nói thì y không dám nhờ sư phụ ra tay. Tiên Bảo Các thật là. Nếu để sư phụ y ra tay thì sẽ vi phạm quy tắc của Tiên Bảo Các. Đến lúc đó làm sao Tiên Bảo Các có thể ngồi yên không cản? Trở thành kẻ địch với Tiên Bảo Các sao? Y lắc đầu, y không dám làm như vậy. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm thanh đao dài đứng cạnh gã áo trắng kia bật cười cất giọng nói, Lưu Kỳ huynh cần gì phải phí lời với hắn? Thiên tài đến từ thế giới nhỏ cũng chẳng là cái thá gì, thích thì giết thôi. Nói rồi gã ta định ra tay nhưng lại bị Lưu Kỳ ngăn lại. Lưu Kỳ nói, hắn ta có pháp tắc đại địa, chắc chắn không phải thiên tài tầm thường, kiểu gì cũng có đòn đoạt mạng. Chúng ta cùng đánh hắn ta. Cùng đánh. Gã cầm đao ngơ ngác rồi bật cười khoái chí, làm vậy được không? Lưu Kỳ mỉm cười đáp, có thể đánh hội đồng thì tự đánh làm gì? Gã cầm đao lại được một phen cười phá lên. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Khải, giết. Dứt lời, cả sáu người đồng loạt xông lên tấn công. Diệp Khải híp mắt lại, bất chợt ngồi xổm xuống đặt tay lên nền đất. Ngay sau đó, y dùng sức nhấc lên. Ầm, toàn bộ nền đất đều bị y nhấc bổng lên. Ầm ầm. Sức mạnh khủng bố như một cơn sóng thần cuộn trào về phía đám người Lưu Kỳ. Bấy giờ, Lưu Kỳ đột nhiên biến mất rồi bất ngờ tung nắm đấm. Ngọn lửa rực cháy bùng lên từ nắm đấm của gã. Ầm ầm.
mặt đất bị nhấc lên kia xuất hiện một lỗ thủng. Diệp Khải bỗng tung đấm đánh trả. Trên nắm đấm của y lóe lên sức mạnh mặt đất cực kỳ chói lọi. Ầm. Giây phút nắm đấm của hai người va vào nhau, luồng năng lượng khủng bố ấy bùng nổ khiến cả hai đều phải lùi về. Trong lúc đó, gã cầm đao lại xông tới trước mặt Diệp Khải chém y một nhát. Mấy người còn lại cũng lao tới bao vây lấy y. Ánh mắt y trở nên dữ tợn. Y chắp hai tay trước ngực, chân phải giẫm xuống. Uỳnh. Mặt đất đột nhiên nứt thành hai nửa, một luồng sáng vàng rực phóng thẳng lên trời. Ầm. Gã cầm đao bị luồng sáng ấy đánh bay. Chợt một gã áo đen vọt tới sau lưng Diệp Khải đánh lén. Y nhanh chóng quay người lại tung đấm đáp trả. Ầm ầm. Đến cả gã đen cũng bị đánh bay. Lưu Kỳ lại xông tới. Ầm ầm. Diệp Khải bị gã đánh bay ra xa mấy chục trượng, khóe miệng rỉ máu. Tiếng đánh đấm vang ầm trời. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm y nở nụ cười châm chọc, ta phải công nhận ngươi rất giỏi. Nếu đánh tay đôi thì dù cảnh giới của ta cao hơn hai cấp cũng chưa dám chắc sẽ đánh thắng ngươi. Đáng tiếc, thời đại này cứ đông người là thắng. Ta có nhiều huynh đệ hơn ha ha. Dứt lời, nụ cười của gã bỗng trở nên lạnh lẽo, giết. Gã dẫn đầu lao lên. Mấy người còn lại cũng theo sát. Diệp Khải thấy bọn họ vọt về phía mình, chậm rãi nắm chặt tay lại, giữa hai đầu lông mày y bỗng xuất hiện một vệt đen. Trong tiềm thức của y có một giọng nói vang lên, không được, con còn chưa kiểm soát nổi pháp tắc thiên lôi vừa mới có được. Nếu giờ con dùng nó thì dù có thắng cũng sẽ bị thương nặng. Diệp Khải sa sầm mặt đáp, sư phụ, con hết cách rồi. Nói rồi y định làm thật, nhưng đúng lúc ấy bỗng có chuyện xảy ra. Xoẹt, một tia kiếm quang chợt lóe lên. Sắc mặt Lưu Kỳ lập tức thay đổi. Gã cuống quýt quay người lại, trong người tuôn ra một tia sáng vàng rực. Ngay sau đó, cả người gã được chiếc áo giáp vàng bao bọc, thế nhưng vẫn chậm một bước. Xoẹt. Một thanh khí kiếm xuyên qua cổ họng gã ngay khi lớp áo giáp vàng kia trùm lên cổ. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, cả người Lưu Kỳ đổ rầm xuống đất. Uỳnh. Mặt đất cũng phải rung chuyển. Yếu tố bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Một bóng đen phóng như bay về phía gã cầm đao, khiến gã ta hoảng hốt định lùi lại. Cuối cùng vẫn bị kiếm quang đâm thẳng vào giữa hai lông mày. Rầm. Gã ta trợn ngược mắt rồi ngã xuống. Bấy giờ, Diệp Khải mới nhìn thấy Diệp Quân. Y ngạc nhiên thốt lên, Diệp Quân ca. Diệp Quân chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ, giết. Dứt lời, hắn hùng dũng lao lên. Nghe thấy thế, Diệp Khải cũng vọt ra. Đám người kia chứng kiến cảnh tượng này đều kéo nhau bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Diệp Quân nhanh hơn bọn chúng nhiều. Xoẹt. Một tia kiếm quang bắn ra, đầu của một kẻ bị chém bay đi. Một người khác thấy thế hoảng sợ hét lên, mẹ nó, ta là đệ tử của Thượng Tiêu Tông, cha ta là đại trưởng lão của Thượng Tiêu Tông. Ngươi dám giết ta thì cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông ấy chỉ có một đứa con trai, ngươi giết ta thì ông ấy sẽ không còn người nối dõi. Diệp Quân vọt tới trước mặt hắn ta, dứt khoát chĩa kiếm vào giữa trán đối phương. Những người còn lại bên cạnh hắn ta đều đã bỏ mạng. Hắn ta run rẩy, mặt mũi tát mét, đại ca. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Diệp Quân nhìn chằm chằm đối phương tra hỏi, Thượng Tiêu Tông lợi hại vậy sao? Hắn ta gật đầu như bổ củi, lợi hại lắm. Diệp Quân hài lòng chỉ vào Lưu Kỳ đang thoi thóp bên cạnh, ngươi giết hắn đi. Người kia ngớ người, sau đó sợ sệt hỏi, đại ca, làm vậy không hay lắm đâu. Hắn ta không ngốc, tất nhiên sẽ biết người trước mắt muốn mình chịu tội thay. Diệp Quân bình thản đáp, ngươi không làm thì ta sẽ giết ngươi. Sắc mặt hắn ta trở nên cứng ngắc. Diệp Quân lại nói tiếp, trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi không tự ra tay thì chết cùng hắn luôn đi. Một, người đàn ông kia cuống quýt lao tới trước mặt Lưu Kỳ, đấm thật mạnh vào cổ họng hắn ta. Răng rắc, Lưu Kỳ chính thức tắt thở. Hai mắt hắn ta trợn trừng, vẻ mặt khó tin. Cứ như vậy bị người ta giết hại. Người kia lấy mạng Lưu Kỳ xong thì ngồi bệt xuống đất im ri không nói tiếng nào. Hắn ta biết đây là địa bàn của Tiên Bảo Các, hắn ta khó có thể giấu chuyện mình giết Lưu Kỳ. Diệp Quân chợt đi tới hỏi, ngươi tên gì? Hắn ta nhìn thoáng qua đối phương rồi đáp, Lâm Càn. Diệp Quân khẽ gật đầu, từ giờ trở đi chúng ta là đồng bọn,
Lâm Càn cạn lời. Diệp Quân nói rất nghiêm túc, đừng sợ. Cho dù bọn họ có trả thù thì ngươi vẫn còn chỗ dựa, biết chưa? Lâm Càn thầm cười khổ. Hắn ta biết mình bị bắt lên thuyền giặc rồi. Cho dù hắn ta nói sự thật cho Hám Thiên Tông biết thì bọn họ cũng sẽ không tha cho hắn ta. Lưu Kỳ rất thân thiết với thiếu tông chủ Lưu Băng của Hám Thiên Tông. Bây giờ Lưu Kỳ chết ở đây, Lưu Băng không thể khoanh tay đứng nhìn. Xong đời rồi. Lâm Càn thở dài thườn thượt. Lần này xong thật rồi. Hắn ta chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn Diệp Quân và Diệp Khải rồi lại nhìn chiến trường hai người họ vừa tạo ra, lặng im không nói lời nào. Hắn ta biết muốn tìm được đường sống trong cửa tử thì phải đổi sang con đường khác. Cách đó không xa Diệp Quân đang thu lại nhẫn không gian của đám người Lưu Kỳ, tổng cộng lấy được 800 vạn kim tinh. Không ít đâu. Hắn chia 400 vạn kim tinh cho Lưu Khải. Đối phương cũng không từ chối, dứt khoát nhận lấy rồi cười bảo, Diệp Quân ca, sao huynh lại ở đây? Hắn mỉm cười đáp lại, ta đến đây tu luyện, nghe nói đệ gặp nguy hiểm nên chạy tới luôn. Diệp Khải khẽ nói, cảm ơn huynh. Diệp Quân chỉ lắc đầu cười, huynh đệ một nhà còn cảm ơn cái gì? Diệp Khải cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Đúng lúc đó, bầu không khí xung quanh bỗng xuất hiện khí tức cực kỳ khủng bố. Diệp Quân và Diệp Khải đều cau mày xa sầm mặt. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện, trông thấy Lâm Càn thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Càn cũng vội vàng đứng bật dậy hô lên, cha. Người kia kéo Lâm Càn ra sau lưng rồi quay sang nhìn Diệp Quân và Diệp Khải, các ngươi đã giết Lưu Kỳ. Diệp Quân thản nhiên bật lại, con trai ông giết đấy. Người kia nổi giận quát, ngươi đừng có nói bậy, con trai ta và Lưu Kỳ là huynh đệ, sao có thể giết Lưu Kỳ được? Ngươi, Lâm Càn đột nhiên lên tiếng, cha, là con giết. Người đàn ông trung niên sững sờ, quay ngoắt sang nhìn con mình. Lâm Càn do dự hồi lâu rồi khẳng định, quả thực là do con giết. Người kia nổi trận lôi đình quát mắng, thằng mất dạy, con biết con đang nói gì không? Lâm Càn trầm giọng nói, người là do con giết. Hắn ta biết bọn họ không thể chơi xấu được, vừa rồi còn có người khác theo dõi khắp bốn phía. Chỉ cần Hám Thiên Tông điều tra thì hắn ta không thể thoát tội. Hám Thiên Tông sẽ không tha cho hai người Diệp Quân Diệp Khải, cũng sẽ không tha cho hắn ta. Đặc biệt là Lưu Băng rất hay bao che người thân. Bởi vậy, hắn ta quyết định đổi hướng. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lâm Càn, con biết con đang nói gì không? Lúc này mọi người tìm tới ngày càng đông, ngay cả ông lão canh tháp của Tiên Bảo Các cũng tới. Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng phải tự mình tới xem thử. Lâm Càn nhìn thoáng qua Diệp Quân và Diệp Khải, sau đó dõng dạc nói, cha, bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của con, tên là Diệp Quân và Diệp Khải, là huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Diệp Quân và Diệp Khải đều sửng sốt. Diệp Quân nghi hoặc không biết hắn ta định giở trò gì. Lâm Càn đột nhiên nổi giận chỉ vào Lưu Kỳ, cha, người này phát hiện huynh đệ Diệp Khải của con có bảo vật nên nổi lòng tham muốn giết người cướp đoạt. Con khuyên can hết mức nhưng vẫn không nghe, cuối cùng con chỉ có thể trừ gian diệt ác với hai vị huynh đệ này. Vớ vẩn, người đàn ông trung niên giận run người, tát hắn ta một cú trời giáng. Bốp, Lâm Càn bị đánh bay hơn chục trượng, miệng phụt máu. Hắn ta bò lồm cồm dậy, lau máu ở khóe miệng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Sau đó, hắn ta nhìn cha mình, người là con giết, mọi chuyện con sẽ gánh hết. Không liên quan tới hai huynh đệ của con. Con chấp nhận lấy cái chết để xoa dịu lửa giận của Hám Thiên Tông. Dứt lời, hắn ta lao thẳng tới tảng đá bên cạnh định đập đầu tự tử. Quỳnh, cú va chạm mạnh mẽ suýt thì khiến tảng đá vỡ tan tành. Nhưng hắn ta không chết, có điều trên mặt be bét máu, trông vô cùng thê thảm. Thấy thế, Diệp Quân và Diệp Khải đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ người huynh đệ này giở trò gì vậy. Lâm Càn lại đứng lên, dứt khoát lấy tay vỗ xuống đỉnh đầu của mình. Người đàn ông trung niên là cha hắn ta sao có thể để con mình tự kết liễu như vậy? Ông ta kịp thời ngăn cản Lâm Càn ngay trong tích tắc. Thấy thế, Lâm Càn thầm thở phào. Người đàn ông trung niên thấy hắn ta thê thảm như vậy không khỏi buồn rầu. Ông ta ôm con mình thật chặt an ủi, cho dù không phải một mình con giết, cha cũng sẽ gánh vác với con. Cùng lắm thì hai cha con chúng ta đền mạng cho Hám Thiên Tông.
Nghe thấy thế, đám người xung quanh đều nhìn sang Diệp Quân và Diệp Khải. Thật quá đáng. Ba người họ cùng giết mà giờ bắt cha con người ta gánh chịu hết, hai huynh đệ nhà này lại im lặng không tỏ thái độ gì. Diệp Quân và Diệp Khải đều chết lặng. Hai người đã hiểu Lâm Càn muốn làm gì. Chiêu này ác thật. Dùng tới trách nhiệm đạo đức sao? Nếu hai huynh đệ bọn họ không nói gì thì sẽ bị hủy hoại danh tiếng. Diệp Khải đột nhiên kéo tay áo Diệp Quân đề nghị, huynh đối phó hắn ta đi. Diệp Quân gật đầu đi tới bên cạnh hai cha con Lâm Càn huynh, bọn ta không cần ấn pháp tắc kia nữa. Huynh, giữ lại mà dùng. Ấn pháp tắc. Nghe xong, đám người nhao nhao nhìn sang Lâm Càn, ánh mắt sáng rực. Ông lão canh tháp của Tiên Bảo Các cũng không ngoại lệ, ánh mắt ông ta trở nên khác lạ. Ấn pháp tắc. Nghe nói năm xưa chủ nhân đại đạo bút đã sáng lập ra ấn pháp tắc và ấn đạo tắc. Hai thứ này do đạo pháp thần đế nắm giữ, có thể nói là bảo vật vô giá trên thế gian này, sở hữu uy lực khủng khiếp có thể phá hủy cả trời đất. Vậy mà người trước mặt bọn họ lại có được một loại pháp tắc sao? Lâm Càn lập tức chết lặng, vội vàng phân bua, Diệp huynh. Diệp Quân bất chợt cầm lấy tay hắn ta, vẻ mặt chân thành nói, mặc dù đúng là hai huynh đệ bọn ta đánh Lưu Kỳ bị thương, nhưng người là do huynh giết. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt, vậy nên lẽ ra pháp tắc phải thuộc về huynh. Huynh không cần do dự đâu. Lâm Càn nhìn chằm chằm hắn, trái tim như bị bóp nghẹt. Diệp Quân lại nhìn sang cha Lâm Càn, cúi đầu hành lễ, xin bá phụ chăm sóc cho Lâm huynh thật tốt. Nếu huynh ấy gặp chuyện gì không may, ta sẽ không tha cho Thượng Tiêu Tông các người đâu. Nói rồi hắn lại lấy một chiếc nhẫn không gian đặt vào tay Lâm Càn, Lâm huynh, đây là nhẫn không gian của Lưu Kỳ, bên trong có 300 triệu kim tinh. Mong huynh hãy nhận lấy, đừng từ chối ra. Lâm Càn. Diệp Quân đi tới trước mặt Diệp Khải gọi, đi thôi. Nói rồi hai huynh đệ đều chạy trối chết. Những người khác đều đổ dồn ánh mắt đầy ghen tị về phía Lâm Càn, không hề có chút thương hại nào. Là pháp tắc đó. Còn cả 300 triệu kim tinh. Món tiền khổng lồ như vậy. Ông lão canh tháp nhìn thoáng qua Lâm Càn rồi quay người bỏ đi không nói lời nào. Đám người xung quanh cũng dần rời khỏi. Giữa sân chỉ còn lại hai cha con Lâm Càn. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn hắn ta chất vấn, con thực sự đang giữ ấn pháp tắc sao? Lâm Càn lắc đầu. Ông ta đột nhiên túm lấy cổ áo con mình, gằn giọng nói, nhớ lấy, ấn pháp tắc đang ở trên người con, biết chưa hả? Lâm Càn ngơ ngác hỏi, ý của cha là? Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, chỉ khi ấn pháp tắc ở trên người con, đồng thời đã nhận con làm chủ nhân thì tông chủ và các trưởng lão khác mới kiên quyết bảo vệ cho con. Một khi để bọn họ biết con không có gì trong tay, bọn họ sẽ lấy con ra làm vật hy sinh để xoa dịu lửa giận của Hám Thiên Tông. Sắc mặt Lâm Càn trở nên nghiêm túc, con hiểu rồi. Ánh mắt người cha tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Ông ta thấp giọng thở dài, con trai, bây giờ con phải chứng minh bản thân có giá trị thì tông môn mới bảo vệ được cho con. Chỉ dựa vào cha không gánh vác nổi đâu. Vậy nên từ bây giờ con phải tuyên bố ra bên ngoài con đã đoạt được ca án pháp tắc. Còn nữa, dù thế nào cũng phải bảo vệ hai thằng khốn vừa rồi, biết chưa? Lâm Càn trầm giọng hỏi, ý của cha là muốn con và bọn họ trở thành người cùng hội cùng thuyền sao? Ông ta gật đầu giải thích, nhất định phải gắn chặt với bọn họ. Chỉ cần có người tới gây chuyện, con phải nhận hết trách nhiệm về mình, xây dựng hình tượng huynh đệ trung nghĩa. Có vậy bọn họ mới thấy con giàu tình nghĩa, thấy con đáng thương. Lỡ sau này tông môn muốn giao nộp con thì cũng sẽ phải tính đến áp lực dư luận, đã hiểu chưa? Lâm Càn vội vàng gật đầu đáp, con hiểu rồi. Người đàn ông trung niên quay người nhìn về phía xa xa, khẽ lẩm bẩm, hai chàng trai trẻ kia đều không phải kẻ tầm thường. Con chọc phải bọn họ là gây họa, nhưng nếu con có thể sống sót, mà bọn họ thực sự có địa vị cao quý thì lại là phúc lớn. Lâm Càn cảm thấy khó hiểu, cha lại nói gì nữa vậy? Ông ta bình thản nói, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều biết con là huynh đệ thân thiết của hai bọn họ. Chuyện này không thể thay đổi, bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Lâm Càn chần chừ lên tiếng, nhưng bọn họ có phải huynh đệ của con thật đâu. Ông ta lườm con mình một cái, người ngoài nghĩ vậy là được rồi. Lâm Càn lại gật đầu đáp, con đã hiểu. Người đàn ông trung niên thở hắt ra một hơi rồi đứng lên,
dịu dàng lau sạch máu trên mặt con trai mình, con phải tự tin lên, sau này cứ giả vờ với mọi người là con gặp được cơ duyên lớn, chỉ cần 20 năm sau là có thể vô địch trong những người đồng trang lứa. Con nhớ chưa? Lâm Càn ngoan ngoãn nói, nhớ rồi. Ông ta mỉm cười vỗ vai con mình, con đừng lo quá. Dù sao cha con cũng là đại trưởng lão của Thượng Tiêu Tông. Nếu trời sụp cũng có cha gánh trước, biết chưa? Lâm Càn nhoẻn miệng cười, biết rồi. Ông ta gật đầu nắm tay con trai mình, đi thôi. Dứt lời, hai cha con cùng sánh vai bước đi. Trên đường đi, Lâm Càn lại than thở, con thấy gã Diệp Quân kia thật xấu xa, có khi còn nhiều mưu kế hơn cả con. Người cha thản nhiên nói, cậu ta vừa có thực lực vừa thông minh nhanh trí, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nếu còn gặp lại con tuyệt đối không được trêu chọc người ta. Có thể làm bạn thì hãy cố gắng kết giao, hiểu chưa? Lâm Càn do dự đáp, con thấy hơi sợ gã ta. Vừa đánh đấm giỏi lại toàn ý đồ xấu, hại người khác suýt chết luôn. Người đàn ông trung niên cười bảo, nhưng ở góc độ khác, cậu ta đến giúp huynh đệ của mình chứng tỏ là người có tình có nghĩa. Nói cách khác, những người như vậy thường là tốt với người mình, ác với kẻ thù. Nếu con làm bạn với cậu ta, chắc chắn cậu ta có thể liều mạng vì con. Lâm Càn gật đầu thật mạnh, con hiểu rồi. Hắn ta lại hỏi tiếp, lỡ như tông chủ không chịu nổi áp lực muốn đưa con ra làm vật hy sinh thì phải làm sao? Người cha lạnh lùng tuyên bố, vậy thì phản lại. Lâm Càn thầm giật mình, không khỏi ngước lên nhìn cha. Ông ta bình thản nói, cha con làm đại trưởng lão bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không có người của mình? Ông ta dám động tới con, cha làm phản cho ông ta xem. Lâm Càn lo lắng hỏi, nếu cha phản thì nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Người đàn ông trung niên đáp, 8 phần 10. Lâm Càn giật mình khiếp sợ, nhiều vậy sao? Người đàn ông trung niên gật đầu nói thêm, ông ta nắm chắc 8 phần 10. Sắc mặt Lâm Càn lập tức trở nên cứng đờ. Người cha thấp giọng dặn dò, sau khi trở về, chắc chắn tông môn sẽ điều tra về hai người kia trước. Hy vọng bọn họ có thân phận đặc biệt một chút, thân phận càng cao thì tông môn càng không dám làm gì con. Chàng trai trẻ kia là kiếm tu phải không? Tông môn hỏi thì con cứ mạnh dạn nói cậu ta là đồ đệ của Diệp Vũ kiếm đế, còn là đồ đệ cuối cùng, cứ chém gió nhiều vào. Dù sao tông môn cũng không dám đi thăm dò những nhân vật tầm cỡ như vậy. Dù có dám cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Lâm Càn, bên ngoài huyền tháp. Diệp Khải nhìn Diệp Quân trước mặt, cười nói, Diệp Quân ca, ta còn phải đến một nơi khác, e rằng chúng ta phải từ biệt tại đây rồi. Diệp Quân gật đầu hỏi, đệ thiếu tiền không? Diệp Khải lắc đầu, đủ dùng ạ. Diệp Quân khẽ cười, được. Diệp Khải bỗng hỏi, Diệp Quân ca, còn 8 tháng nữa đến trận chiến tranh giành số mệnh đại đạo, đến lúc đó huynh cũng sẽ tranh, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Khải suy nghĩ rồi nói, đến lúc đó đệ cũng sẽ tham gia. Diệp Quân cười nói, thế thì tốt quá. Diệp Khải cười đáp, đúng vậy ạ. Mà lúc này, ông lão canh tháp trước đó bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Ông lão canh tháp nhìn hai người rồi nói, hai cậu nghĩ Hám Thiên Tông kia sẽ tha cho hai cậu sao? Hai người Diệp Quân im lặng. Ông lão canh tháp nhìn chằm chằm hai người, biết Hám Thiên Tông không? Diệp Khải đang định nói thì Diệp Quân bỗng cười, chẳng phải chỉ là một Hám Thiên Tông nho nhỏ thôi sao? Ông lão canh tháp sững sờ. Diệp Quân cười nói, tiền bối, một Hám Thiên Tông nho nhỏ không đáng để ta quan tâm. Nói xong hắn kéo Diệp Khải quay người rời đi. Ông lão canh tháp đứng nhìn bóng lưng Diệp Quân, ông ta siết chặt tay phải, trầm ngâm một hồi lâu như đang đắn đo điều gì đó, sau đó ông ta thả tay ra, quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân và Diệp Khải rời đi, Diệp Khải rời khỏi huyền giới luôn. Trong một tầng mây, Diệp Khải nhìn trận pháp dịch chuyển phía sau lưng rồi trầm lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên trong thức hải của y, tâm tư người huynh đệ của con rất thâm sâu đấy. Diệp Khải không hiểu, sao sư phụ lại nói vậy? Giọng nói kia cười nói, có biết vì sao lúc nãy cậu ấy lại nói câu kia không? Diệp Khải ngờ vực, vì sao ạ? Giọng nói kia cậu ấy nói vậy là để dọa lão già kia, vừa nãy lão già kia đã có ý xấu với hai người các con rồi. Diệp Khải khẽ cười, con cảm thấy Diệp Quân ca nói không sai, chẳng phải chỉ là một Hám Thiên Tông nho nhỏ thôi sao? Sao phải sợ? Giọng nói kia bỗng bật cười, ha ha,
Cũng đúng, chẳng phải chỉ là một hám thiên tông nho nhỏ thôi sao? Diệp Khải cười rồi bay về phía xa. Trên đường đi, giọng nói kia bỗng nói, nếu ngày sau trong cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, con đối đầu với cậu ấy thì con sẽ làm gì? Diệp Khải cười, chưa nói đến việc số mệnh đại đạo không nằm trong tay con, dù có nằm trong tay con, chỉ cần Diệp Quân ca cần nó, con tặng cho huynh ấy thì có sao? Nói rồi, y biến mất ở phía cuối tầng mây. Huyền tháp. Diệp Quân tới thẳng tầng chữ tiên. Vì hắn phát hiện tầng chữ hoàng không có tính khiêu chiến đối với hắn. Bây giờ hắn có 3.000 vạn kim tinh, có thể nói là đủ để tu luyện trong thời gian ngắn. Nhưng nói chung thì vẫn không đủ. Vì sau này Nạp Lan Ca khôi phục lại thân xác cũng phải tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa, sau khi khôi phục là thân xác, Nạp Lan Ca tu luyện cũng tốn rất nhiều tiền. Thế nên hắn tiết kiệm tiền cho cả hai người. Sau khi vào tầng chữ tiên, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên nghiêm trọng, hắn quay người nhìn thì thấy gần đó có một chàng trai. Nhìn thấy chàng trai này, Diệp Quân sững người. Chàng trai cũng ngơ ra. Chàng trai này chính là Tần Yêu kia. Tần Yêu trầm giọng hỏi, không phải ngươi nên tới tầng chữ hoàng à? Diệp Quân lắc đầu, yếu quá. Tần Yêu im lặng. Gã cho rằng đối phương đang diễn, nhưng gã không thể phản bác được. Diệp Quân cười nói, ngươi có muốn trở về bản thể để đấu với ta không? Tần Yêu lắc đầu, không. Diệp Quân cạn lời. Tần Yêu bỗng hỏi, ngươi đã giết Lưu Kỳ của hám thiên tông à? Diệp Quân gật đầu. Tần Yêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi biết ca ca của hắn là ai không? Diệp Quân bình tĩnh nói, giết thì cũng đã giết rồi. Bây giờ nói mấy điều này có ích gì đâu. Tần Yêu trầm giọng nói, ca ca của hắn sẽ tới tìm ngươi đấy. Diệp Quân nói, thế thì ta chôn luôn ca ca của hắn. Tần Yêu giơ ngón tay cái, đỉnh. Diệp Quân bỗng hỏi, Tần huynh, ngươi so với tên Lưu Băng kia thế nào? Tần Yêu lắc đầu, ta không bì nổi, hắn là thiên tài trên bảng yêu nghiệt, tuy không thuộc top dẫn đầu nhưng ta cũng không bì nổi. Diệp Quân nhíu mày, ngươi cũng không bì nổi à? Tần Yêu gật đầu, ngươi có thể hiểu là thế này, phàm là những người tới đây tu luyện đều không ổn cho lắm. Vì nếu ổn thì họ đã tu luyện ở đại lục tiểu quan và đi đấu hạng hết rồi. Sở sĩ bọn ta tới đây đều là vì không thể lăn lộn bên đó được, hiểu chưa? Diệp Quân nhìn Tần Yêu, hai chúng ta bắt tay nhau có thể đánh lại hắn không? Ê này! Tần Yêu bỗng trở nên đề phòng hẳn, ngươi đừng nói bừa nhé, chúng ta không thân lắm đâu. Diệp Quân khẽ cười, ta chỉ hỏi thử ấy mà. Tần Yêu nhìn Diệp Quân rồi nói, chắc chắn ngươi đã che giấu thực lực, còn về việc che giấu bao nhiêu phần thì ta không biết. Ta chỉ nói về sức chiến đấu nếu ngươi không che giấu thực lực thôi nhé, nếu với sức chiến đấu như vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không đánh lại Lưu Băng. Lưu Băng kia ở cảnh giới đại kiếp đấy, hơn nữa ngươi phải hiểu một điều rằng chất lượng cường giả cảnh giới đại kiếp ở bên đó ít nhất phải gấp 10 lần trở lên chất lượng cường giả đại kiếp ở Trung Thổ Thần Châu. Gấp 10 lần trở lên. Diệp Quân gật đầu, khẽ nói vậy là nếu gặp hắn, ta phải dùng sát chiêu ngay lập tức mới được. Tần Yêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đó là thiên tài trên bảng yêu nghiệt đấy. Nói thế này đi nhé, Trung Thổ Thần Châu của huynh tính tới bây giờ chỉ có một vị yêu nghiệt lên được bảng, chính là vị yêu nghiệt tuyệt thế của đế tộc Bất Tử. Ngoài vị đó ra thì thế hệ trẻ của Trung Thổ Thần Châu các huynh không ai có thể đánh lại được Lưu Băng. Diệp Quân gật đầu, không nói gì. Tần Yêu hơi sững người, ngươi, cái tên này, đúng là điếc không sợ súng, hay là nên nói tố chất tâm lý của ngươi tốt đây? Diệp Quân cười, tố chất tâm lý của ta tốt đấy. Tần Yêu lắc đầu, thế thì ta phải phục ngươi rồi, ta rất tò mò, sao ngươi có thể luôn giữ được trạng thái tâm lý này? Diệp Quân khẽ cười, đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Vẻ mặt của Tần Yêu cứng đờ. Mẹ kiếp, tên khốn này đá xéo ai đấy? Diệp Quân lại hỏi, Tần huynh, nếu ngươi không biến hình đánh với ta thì đi đi. Ta bỏ tiền để vào đây, lãng phí thế này ta thấy đau lòng lắm. Tần Yêu lắc đầu than, nếu ta là ngươi thì ta sẽ không ở đây, mà đang trốn chạy. Diệp Quân bình tĩnh nói, ở đây thì dù có là cảnh giới đỉnh cấp cũng không được động thủ, đúng không? Tần Yêu ngẩn người, một giây sau thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngươi cố ý ở lại đây đợi tên Lưu Băng kia.
Diệp Quân gật đầu. Chạy á? Chạy đi đâu? Chạy về đạo môn chỉ liên lụy sư tỷ và sư phụ thôi. Thế nên hắn chọn ở lại đây đợi. Hắn biết người của Hám Thiên Tông chắc chắn sẽ tới đây. Ân oán nhân quả này, mình hắn gánh. Tần Yêu nhìn Diệp Quân, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân khẽ cười, không nói gì. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Yêu cũng không đi, gã ngồi xuống bên cạnh, vì gã biết người của Hám Thiên Tông sắp tới rồi. Gã muốn biết tên này đang làm màu hay thật sự rất ngầu. Bên khác, giọng của Tiểu Tháp bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, người định gánh thế nào? Nói trước nhé, ta gánh không nổi đâu. Ngươi đừng trông chờ gì ở ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, không đáp lời. Trong tháp, giọng nói bí ẩn vang lên, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy hắn sẽ chống đỡ thế nào đây? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, theo lý thường thì sẽ giết Lưu Băng, cường giả đỉnh cấp của Hám Thiên Tông sau lưng Lưu Băng sẽ ra tay trấn áp hắn. Đây là điều hắn bây giờ không gồng gánh nổi. Thế nên, xác suất lớn là sẽ như lời ngươi nói, cuối cùng là ta đứng ra gánh. Giọng nói bí ẩn cười nói, ta thấy có lẽ sẽ khác đấy, tên này nhiều chiêu lắm. Tiểu Tháp khẽ nói, cứ chờ xem. Đúng lúc này, Tần Yêu bỗng quay đầu nhìn, cách đó không xa có một chàng trai đi tới. Chàng trai mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa sau vai. Gã vừa xuất hiện, ánh mắt đã dán lên người Diệp Quân. Trong mắt chàng trai là sát ý, không hề che đậy. Nhìn thấy chàng trai, vẻ mặt Tần Yêu bỗng nghiêm trọng hẳn. Lưu Băng. Tuy Tần Yêu cũng là thiên tài của vũ trụ quan huyên, nhưng không thể nào bì được với người trên bảng yêu nghiệt. Hơn nữa Diệp Quân này với Lưu Băng, cách nhau đến 5 cảnh giới. Đánh thế nào được? Như phát hiện ra điều gì đó, Tần Yêu quay người nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc, sắc mặt gã đã tối sầm xuống. Không chỉ có mình Lưu Băng tới, còn cả cường giả đỉnh cấp của Hám Thiên Tông ẩn nấp trong bóng tối. Lưu Băng đi thẳng tới trước mặt Diệp Quân, gã nhìn Diệp Quân chằm chằm, người đang đợi ta à? Diệp Quân gật đầu. Lưu Băng khẽ gật đầu, nghe nói ngươi là kiếm tu, nào, cho ta thấy kiếm của ngươi sắc bén tới nhường nào. Diệp Quân nhìn Lưu Băng, ta xuất kiếm đây. Lúc chữ cuối cùng vừa dứt thì một thanh kiếm đã đâm tới trước mặt Lưu Băng kia. Nhưng nhát kiếm này của Diệp Quân đã đâm hụt. Vù! Không gian bị kiếm đâm toạc, nhưng Lưu Băng đã lùi ra sau mấy trượng, thế mà một giây sau, một thanh kiếm đã đâm tới. Còn nhanh hơn cả nhát kiếm trước. Vù! Xong, nhát kiếm này vẫn đâm hụt. Lưu Băng lại xuất hiện ở cách đó vài trượng. Gã tránh nhát kiếm của Diệp Quân, không nhanh, không chậm, vừa đúng lúc. Lưu Băng vừa chạm chân xuống đất thì lại một nhát kiếm nữa đâm tới. Nhát kiếm này nhanh hơn cả nhát kiếm vừa rồi. Vù! Nhưng nhát kiếm này vẫn đâm hụt. Lúc kiếm đâm tới, Lưu Băng đã lùi ra sau mấy trượng. Diệp Quân lần này không xuất kiếm nữa, hắn nhìn Lưu Băng, không nói gì. Lưu Băng nhìn chằm chằm Diệp Quân, tốc độ khá đấy, nhưng cũng chỉ khá mà thôi. Diệp Quân gật đầu, tiếp nào. Nói rồi, hắn bỗng biến mất. Lần này, Lưu Băng không còn tránh né nữa, ngược lại, gã tiến lên trước, ngay lúc kiếm của Diệp Quân vừa xuất hiện, gã đã tung ra một đấm vào kiếm của Diệp Quân. Kiếm của Diệp Quân vừa xuất hiện đã gặp phải cú đấm khủng khiếp thế này, đương nhiên là sẽ không địch lại rồi. Khí kiếm vỡ nát, Lưu Băng thuận thế xông lên trước, đấm một quyền vào bụng Diệp Quân. Diệp Quân bay ra ngoài. Lưu Băng lại không tiếp tục ra tay mà dừng lại, tay phải để sau lưng. Vì đại cục đã định. Nhưng giây phút Diệp Quân bay ra ngoài bỗng có điều bất ngờ. Vù! Một đạo kiếm quang lướt qua. Thuật ngự kiếm. Điều khủng khiếp nhất là nhát kiếm này nhanh hơn gấp 10 lần mấy nhát kiếm vừa nãy. Nhát kiếm này trực tiếp phá quy tắc không gian. Ba nhát kiếm trước đều dùng để tỏ ra mình yếu. Còn nhát kiếm này mới thật sự là đòn chí mạng. Lúc nhìn thấy nhát kiếm này, đồng tử của Lưu Băng rút lại thành đường thẳng, gã vừa định rút lui thì nhát kiếm đó đã đâm vào giữa trán gã nửa tấc. Đinh! Cả cơ thể Lưu Băng như bị đóng đinh tại chỗ, cùng lúc đó, Diệp Quân như một hồn ma xuất hiện trước mặt gã, hắn cầm khí kiếm, không tiếp tục đâm vào nữa. Lúc này, một ông lão tóc bạc bỗng xuất hiện phía bên phải của hắn,
ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân. Một bên khác, ông lão canh tháp cũng xuất hiện, ông ta nhìn ông lão tóc bạc, dù có là Hám Thiên Tông cũng không được phá vỡ quy tắc ở đây. Một dòng máu ứa ra từ khóe miệng Diệp Quân, hắn nhìn chằm chằm Lưu Băng, ngươi thua rồi. Lưu Băng nhìn Diệp Quân, trước tiên là tỏ ra yếu thế, sau đó mới dùng đòn chí mạng, lợi hại. Nhưng lần này là do ta khinh địch. Diệp Quân cười khẽ, thua thì chính là thua. Nói nhiều vậy làm gì? Lưu Băng im lặng. Diệp Quân bỗng thu kiếm lại. Lưu Băng sững sờ. Diệp Quân cầm kiếm quay người rời đi, ba năm sau ta sẽ đích thân tới Hám Thiên Tông tìm ngươi đánh một trận, đến lúc đó, mong ngươi đừng khinh địch nữa. Lưu Băng siết chặt tay phải, im lặng không nói gì. Ra tay. Đương nhiên gã không có mặt mũi nào ra tay vào lúc này, đúng như người ta nói, thua chính là thua. Nếu người ta không nương tay thì bây giờ mình đã là một cái xác rồi. Ông lão tóc bạc đứng bên cạnh bỗng nhìn Diệp Quân, đầy sát ý. Lúc này, Lưu Băng bỗng nói, ba năm sau, ta ở Hám Thiên Tông đợi ngươi. Nghe vậy, ông lão tóc bạc lắc đầu thở dài. Chàng trai kiếm tu này thật sự quá yêu nghiệt, ông ta thật sự đã nổi ý muốn giết Diệp Quân. Nhưng ông ta biết, nếu bây giờ Hám Thiên Tông ra tay giết Diệp Quân thì sẽ phá hoại đạo tâm của Lưu Băng, cũng sẽ khiến người ngoài khinh thường. Người ta đánh thắng thiên tài của mấy người, người ta cũng đã nương tay, thế mà mấy người lại ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của Hám Thiên Tông thật sự sẽ bị hủy hết. Hơn nữa, bây giờ Lưu Băng là thiên tài yêu nghiệt nhất của lớp trẻ Hám Thiên Tông, một khi đạo tâm bị phá vỡ thì sẽ hủy hoại mất một thiên tài. Ba năm, ông lão tóc bạc nhìn bóng lưng của chàng trai đi xa, vẻ mặt phức tạp. Hay thật, cao tay thật. Đây được xem là thượng sách, Hám Thiên Tông không thể phủ nhận. Bên ngoài huyền tháp, Diệp Quân đi được mấy bước thì bỗng ngã trên đất, máu tươi không ngừng tuôn từ miệng ra. Hai tay hắn ôm bụng, ngũ tạng đã nát rồi. Diệp Quân khẽ nói, tháp gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không ỷ lại vào ngươi đâu. Nếu có một ngày ta chết, ta chỉ hy vọng trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết cha mẹ ta là ai. Bọn họ là người như thế nào? Khụ, máu không ngừng tuôn ra từ trong miệng Diệp Quân, kèm cả một ít thịt nát. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân cảm thấy toàn thân ấm áp, trong cơ thể có gì đó đang chuyển động. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt anh đã nhìn thấy một gương mặt đẹp tuyệt trần. Tóc bạch kim, là Tịch Huyền. Diệp Quân hơi sửng sốt, Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền cười hỏi, tỉnh rồi à? Diệp Quân hơi ngờ vực, ta đang ở. Tịch Huyền cười nói, vẫn đang ở huyền giới, ta thấy ngươi ngất xỉu nên đưa ngươi tới cánh rừng này. Ngươi yên tâm, nơi này an toàn. Diệp Quân lắc đầu cười, đa tạ cô đã cứu ta. Tịch Huyền khẽ cười, chuyện nhỏ. Diệp Quân hơi tò mò, Tịch Huyền cô nương, sao cô lại xuất hiện ở đây? Tịch Huyền lấy một viên kim đan đặt bên miệng Diệp Quân, cười nói, uống đan dược này trước đi. Diệp Quân há miệng, Tịch Huyền đút đan dược cho hắn. Không biết cố tình hay vô ý, ngón tay của Tịch Huyền chạm vào môi hắn. Diệp Quân thì vẫn bình thường, còn Tịch Huyền lại bỗng đỏ mặt. Sau khi dùng đan dược, Diệp Quân cảm thấy trong người mình rất mát mẻ, thoải mái, đồng thời anh nhận ra được vết thương của mình đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Diệp Quân hít vào một hơi, hơi hối hận. Sau này phải thận trọng hơn khi dùng cách đánh chịu bị thương để đổi mạng này. Đương nhiên, hắn đã hết sự lựa chọn rồi. Đối diện với thiên tài tới từ vũ trụ Quan Huyên, điều hắn có thể làm chính là tỏ ra yếu thế, khiến đối phương lơ là cảnh giác, sau đó tung đòn chí mạng. Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, nhưng cuối cùng vẫn thấy xứng đáng. Trận đánh này cũng khiến hắn phát hiện ra mình vẫn chưa đủ, tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Nếu không phải Lưu Băng kia từ đầu đã hơi khinh thường hắn thì thắng bại thế nào còn chưa biết được. Vì chắc chắn Lưu Băng kia có át chủ bài và đòn đoạt mạng. Thực lực vẫn chưa đủ. Diệp Quân hít sâu một hơi, phải nỗ lực hơn nữa. Lúc này, Tịch Huyền bỗng cười nói, ta đến đây cũng là để lịch luyện. Không ngờ vừa đúng lúc gặp ngươi, trùng hợp quá đi mất. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, sau đó cười nói, Tịch Huyền cô nương, đa tạ cô. Tịch Huyền lắc đầu cười, chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Diệp Quân khẽ cười, không nói thêm gì.
hắn ghi nhớ ơn nghĩa này trong lòng. Tịch Huyền bỗng nói, vừa nãy ngươi đã đánh bại thiên tài tới từ vũ trụ quan huyên kia à? Diệp Quân gật đầu, may mắn thôi. Tịch Huyền cười nói, ngươi sắp nổi tiếng rồi. Diệp Quân lắc đầu cười, nếu có thể lựa chọn, hắn thà không nổi tiếng thế này. Hắn chỉ muốn sống tùy hứng. Tùy hứng thỏa thích, tốt nhất là tùy hứng đến khi vô địch thiên hạ. Làm thinh dinh cục bự mới là chân ái. Tịch Huyền cười nói, bây giờ ở trung thổ thần châu, danh tiếng của ngươi không kém gì vị Đông Lý Mạch thiên tài của đế tộc bất tử kia. Ngươi biết Đông Lý Mạch chứ? Diệp Quân khẽ nói, có nghe qua. Tịch Huyền gật đầu, vị này luôn tu hành ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên, được xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất của đế tộc bất tử từ xưa đến nay, là một trong những ứng cử viên cho chức quán quân trong cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này. Diệp Quân bỗng nhìn Tịch Huyền cô nương, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này, cô cũng sẽ tranh sao? Tịch Huyền cười, tranh chứ? Diệp Quân cười nói, ta cũng sẽ tranh. Tịch Huyền chớp mắt, nếu đến cuối cùng chỉ còn ta và ngươi thì ngươi phải nhẹ tay chút đó. Nói rồi, không biết cô ấy nghĩ tới điều gì, mặt bỗng đỏ ửng. Diệp Quân cười đáp, Tịch Huyền cô nương cứ đùa, thực lực của cô mạnh như vậy, đến lúc đó nếu cuối cùng thật sự chỉ còn hai người chúng ta, cô phải nương tay đấy. Tịch Huyền cười nói, không nói cái này nữa, ngươi dưỡng thương cho tốt đi. Diệp Quân gật đầu, được. Tịch Huyền quay người, nhoáng một cái đã xuất hiện trên ngọn cây bên cạnh, cô ấy gối đầu lên một nhánh cây sau đó lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt. Trên đất, Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, vô tình ánh mắt anh rơi trên quyển sách cổ màu vàng nhạt kia, trên đó viết 36 loại kỹ năng âm dương. 36 loại kỹ năng âm dương. Diệp Quân nhíu mày, Tịch Huyền cô nương này đọc sách gì vậy? Sao tên nghe kỳ kỳ? Không nghĩ nhiều, Diệp Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí, nhanh chóng hồi phục thương tích. Trên ngọn cây, Tịch Huyền đọc sách, đọc mãi, chốc chốc hai má lại đỏ hây hây, cũng không biết đã xem thấy cái gì. Tầm khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân từ từ ngồi dậy, lúc này, hắn cảm thấy vết thương của mình đã hồi phục kha khá rồi. Diệp Quân đứng dậy, sau đó nhìn Tịch Huyền vột cất quyển sách cổ kia đi. Sau đó cười nói, Diệp công tử, vết thương của ngươi hồi phục rồi à? Diệp Quân gật đầu, cười đáp, đúng vậy. Nói rồi, anh do dự một lát sau đó lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tịch Huyền, Tịch Huyền cô nương, tặng cô cái này. Tịch Huyền hơi tò mò, cô ấy nhận nhẫn không gian, trong nhẫn không gian có hai xác chân long. Nhìn thấy cái này, Tịch Huyền sững sờ, Diệp công tử, đây là... Diệp Quân cười nói, bình thường rảnh rỗi thì lấy thịt rồng ra ăn, có thể nâng cao tu vi và sức mạnh thể xác. Tịch Huyền suy nghĩ, cũng không từ chối, cười nói, cảm ơn. Nói rồi cô ấy cất nhẫn không gian, lại nói, Diệp công tử, người có hứng thú đi tới một bí cảnh không? Diệp Quân hơi kinh ngạc, bí cảnh ư? Tịch Huyền gật đầu, nó nằm ở trong lòng sông phía nam của huyền giới. Trong lòng sông này xuất hiện một bia đá. Trên bia đá có một dòng chữ do một vị kiếm tu để lại. Diệp Quân hơi ngờ vực, kiếm tu để lại sao? Tịch Huyền khẽ gật đầu, nghe nói có một số kiếm tu đặc biệt tới đây để quan sát tấm bia đá đó. Ngươi là kiếm tu, ta cảm thấy ngươi có thể tới xem thử, nói không chừng sẽ giúp ích được cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân bỗng thấy khá hứng thú, Tịch Huyền cô nương, trên bia đá đó khắc chữ gì vậy? Tịch Huyền cười nói, đi, ngươi đi xem thử là biết. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi, hai người biến mất phía cuối chân trời. Một lát sau, Diệp Quân và Tịch Huyền đã tới bên sông, ở đó có một số người, Diệp Quân thấy trong số đó có đến vài vị kiếm tu. Kiếm tu. Sau khi tới Trung Thổ Thần Châu, đây là lần đầu tiên hắn gặp kiếm tu. Nói thật, hắn rất muốn cọ sát với kiếm tu, xem thử những kiếm tu khác như thế nào. Nhưng đương nhiên hắn không muốn tùy tiện tìm người khác cọ sát như thế, làm vậy không lịch sự cho lắm. Hơn nữa, còn có thể bị người ta xem là khiêu khích, rồi kết thù chuốc oán. Tịch Huyền cười nói, đi, đi xem thử. Diệp Quân gật đầu, hai người đi tới thấy cách đó không xa có một tấm bia đá. Trên bia đá có khắc một dòng chữ, trời đất rộng lớn vô biên, cầm kiếm ung dung tự tại, kiếm thanh phong dài ba thước, giết ai mà không được. Nhìn thấy dòng chữ này,
Diệp Quân sững người. Bá đạo. Đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn. Tay phải Diệp Quân chậm rãi siết chặt, kiếm tu, tu là tu tâm, tu cũng là tu khí thế. Cầm kiếm thanh phong dài 3 thước trong tay, giết ai mà không được. Mình có làm được không? Rất rõ ràng, hoàn toàn không được. Diệp Quân bỗng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn không ngừng văng vẳng câu nói trên tấm bia đá kia. Một lát sau, Diệp Quân bỗng tới trước tấm bia đá, hắn khẽ sờ vào đó và nói, kiếm trong tay, giết ai mà không được. Phải bá đạo đến nhường nào mới nói được thế này? Hắn dừng lại một chút rồi mới nói, tháp ra, ngoài sự bá đạo, sao ta lại cảm nhận được một chút quạnh quẽ và cô độc nữa vậy? Tiểu tháp hỏi, vì sao vậy? Diệp Quân khẽ nói, nếu chưa đạt đến vô địch thì sao có thể nói ra lời lẽ hào hùng thế này? Mà khi đã có thể, giết ai cũng được, thì ngoài vô địch ra, chắc là vẫn còn quạnh quẽ và cô độc, chắc vị tiền bối này từng rất lẻ loi và cô độc nhỉ. Tiểu tháp đang định nói gì thì bia đá trước mặt Diệp Quân bỗng khẽ rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Diệp Quân cũng vậy, tay phải lập tức rút ra khỏi bia đá. Lúc này, chữ trên bia đá bỗng hóa thành một thanh kiếm chém về phía hắn. Đồng tử Diệp Quân rút lại. Giây phút này, hắn cảm thấy xung quanh mình như bị cố định lại. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim của mình một cách rõ ràng, còn nhát kiếm kia rất chậm, vô cùng chậm, nhưng Diệp Quân vẫn cảm thấy như nó có thể chém nát cả đất trời. Thế vô địch. Hắn chỉ có thể thấy được, thế, này từ một người. Chính là vào lần đầu tiên hắn gặp tỷ tỷ váy trắng, nhát kiếm đó cũng khủng bố như thế này. Nhưng, lúc đó hắn vẫn chưa phải là kiếm tu, còn rất yếu ớt, thế nên hắn cực kỳ sợ hãi. Xong, bây giờ hắn đã là kiếm tu, còn tu luyện ra, thế, của riêng mình, nhưng vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, thế, của mình nực cười đến nhường nào. Thì ra, thế, của một nhát kiếm có thể khủng khiếp đến mức này. Chỉ có mỗi, thế, thôi sao? Không. Ngoài, thế, ra vẫn còn khí. Một luồng khí. Khí gì? Tinh khí thần. Một kiếm tu nên có tinh khí thần của riêng mình. Nói đơn giản chính là phải có mục tiêu, có niềm tin. Mục tiêu tu kiếm là gì? Niềm tin tu kiếm là gì? Bản thân mình có không? Không có. Mình tu kiếm, ban đầu chỉ để giết người, dùng kiếm làm công cụ. Quá hạn hẹp. Nhớ lại trận chiến giữa mình và An Mục ở thượng giới, chịu đựng bất công, thân xác tiểu ca bị hủy, linh hồn ngủ say. Nhớ lại trước đây, nhà họ Diệp suýt chút đã bị tộc Chân Long diệt tộc, nếu không nhờ tháp gia giúp đỡ, mình và nhà họ Diệp đã bị xóa sổ khỏi thế giới này rồi. Nhớ lại lúc trước lặn lội khắp nơi đến các thế lực lớn để tìm nơi trú thân mà không được. Nhớ lại lúc đấu với Lưu Băng suýt chút nữa mình đã chết, đạo tan. Nếu không có thực lực vô địch, bản thân và người thân của mình sẽ có khả năng trở thành oan hồn dưới kiếm kẻ khác. Dựa vào tháp gia sao? Không. Tháp gia không đáng tin. Phải dựa vào chính mình. Nếu mình đã chọn tu kiếm thì phải tu đến vô địch, nếu không vô địch, tu kiếm còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đến đây, đồng tử Diệp Quân rút lại. Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm đang lao tới, ánh mắt kiên định, ta muốn vô địch. Mục tiêu của ta là vô địch, niềm tin của ta chính là vô địch cõi đời này. Lúc Diệp Quân vừa dứt lời, thanh kiếm đó chui vào giữa trán hắn. Im hơi lặng tiếng, không một động tĩnh nào. Nhưng, một giây sau, một luồng khí thế khủng bố bỗng phát ra từ cơ thể hắn, những người đứng xung quanh đều bị chấn động phải liên tục lùi sau. Cùng lúc đó, kiếm hành đạo trong người hắn bỗng khẽ rung lên, giờ phút này, nó lại sản sinh ra sự cộng hưởng với Diệp Quân. Mọi người đều hoảng hốt nhìn Diệp Quân. Kiếm đạo đại thành, bán bộ kiếm đế. Trong tháp, tiểu tháp khẽ nói, ta biết là hắn rất yêu nghiệt nhưng không ngờ hắn lại tìm được con đường kiếm đạo thuộc về mình nhanh như vậy. Năm xưa chủ nhân và tiểu chủ phải đến thời kỳ sau mới xác định được mục tiêu và niềm tin kiếm đạo của mình. Ta không thể ngờ được, hắn lại có ý nguyện vĩ đại đến vậy. Vô địch, kiếm đạo vô địch. Con đường hắn đi là kiếm đạo vô địch, ôi trời ạ! Giọng nói của tiểu tháp còn run run. Kiếm đạo vô địch. Trên thế giới này chỉ có 2 người thuộc về kiếm đạo vô địch. Người đầu tiên là Thiên Mệnh Váy Trắng. Người thứ 2 là Tiêu Dao kiếm tu.
Kiếm đạo của hai người này, từ đầu đến cuối đều là vô địch. Vô địch một đời, cũng cô đơn chọn kiếp. Còn kiếm đạo của Dương Diệp thuộc về kiếm đạo hữu tình, tuy cuối cùng cũng vô địch, nhưng quá trình lại không vô địch. Kể cả kiếm đạo của kiếm chủ nhân gian, tuy cuối cùng cũng vô địch, nhưng quá trình thì không vô địch. Người thật sự vô địch từ đầu đến cuối chỉ có Thiên Mệnh váy trắng và Tiêu Dao kiếm tu. Mà bây giờ, sau khi thằng nhóc này tiếp xúc với khí thế vô địch của Tiêu Dao kiếm tu thì lại không do dự gì mà chọn kiếm đạo vô địch. Đây là một điều rất rất khủng khiếp, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Vì ngươi đi con đường kiếm đạo vô địch, nên một khi gặp phải yêu nghiệt cùng cấp, chỉ cần ngươi thất bại một lần thì niềm tin kiếm đạo của ngươi sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Kiếm đạo vô địch. Dẫn đầu trong 3.000 kiếm đạo. Ngươi không được thua, ngươi buộc phải, vô địch cùng cấp, vô địch vượt cấp, mãi mãi vô địch. Phải công nhận rằng, Diệp Quân của lúc này đã khiến tiểu tháp chấn động đến ngây người. Nó biết thằng nhóc này rất yêu nghiệt. Nhưng nó không ngờ thằng nhóc này lại yêu nghiệt đến mức độ này. Đây là sự kế thừa hoàn hảo trong thiên phú kiếm đạo của hai đời người mang thiên mệnh sao. Điều quan trọng nhất là, chọn lựa kiếm đạo vô địch thì không được phép thất bại. Trừ phi là đối phương là người ở duy độ cao hơn ngươi đánh bại ngươi. Ví dụ bây giờ có một vị cường giả siêu cấp ở duy độ cao hơn giết Diệp Quân, ví như cường giả khủng bố ở cấp bậc như Thanh Khưu. Thất bại như vậy thì được chấp nhận. Nhưng ngoại trừ tình huống đó thì Diệp Quân không được thất bại một lần nào cả, nếu không sẽ rất dễ bị phá đạo tâm. Tiểu tháp rất chấn động, cũng rất bất lực, đương nhiên. Cũng rất vui mừng. Diệp Quân chọn kiếm đạo đỉnh thế này, nó vẫn thấy vui mừng nhiều hơn, nhưng cũng lo lắng cho hắn. Lúc này, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, vì sao hắn chỉ mới là bán bộ kiếm đế? Tiểu tháp khẽ trả lời, niềm tin và mục tiêu kiếm đạo của hắn đã hình thành, nhưng thiếu một lần thực chiến có thể giúp hắn kiên định với niềm tin và mục tiêu của mình, chỉ có như vậy hắn mới thật sự trở thành kiếm đế. Nói rồi. Nó thở dài, truyền thừa kiếm đạo mà thiên mệnh tỷ tỷ, hắn nhảy cóc từ giai đoạn thứ hai lên giai đoạn thứ tư. Niềm tin kiếm đạo. Giọng nói bí ẩn hơi tò mò, giai đoạn thứ ba là gì? Tiểu tháp trả lời, mục tiêu kiếm đạo. Mục tiêu kiếm đạo và niềm tin kiếm đạo là hai phần riêng biệt, nhưng thằng nhóc này thì hay rồi, hoàn thành cả hai cùng một lúc. Không tin nổi. Giọng nói bí ẩn, thật ra. Ta cảm thấy sở sĩ hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ vĩ đại như thế này có lẽ có liên quan đến trận chiến trước đó. Tiểu tháp hỏi, ý là sao? Giọng nói bí ẩn, ngươi luôn nhắc nhở hắn phải dựa vào chính mình. Còn thằng nhóc này thì thật sự là một người có lòng tự tôn rất cao, ngươi có thấy được không? Thế nên trận chiến giữa hắn và Lưu Băng trước đó, dù hắn mạo hiểm chấp nhận nguy cơ có thể sẽ chết cũng không cầu xin ngươi và cũng không dùng kiếm hành đạo. Nó dừng lại một lát rồi nói tiếp, tiểu tháp, ta biết ngươi thật sự có ý tốt nhưng ngươi phải hiểu rõ một điều, thằng nhóc này lớn lên ở gia tộc họ Diệp, tuy gia tộc họ Diệp đối với nó khá tốt nhưng cha mẹ chưa từng ở bên cạnh hắn một ngày nào. Năm xưa lão chủ nhân của ngươi được nuôi ở bên ngoài, tính tình cực đoan đến nhường nào. Chắc ngươi là người rõ nhất, còn cả tiểu chủ của ngươi, giai đoạn đầu đời của tiểu chủ cũng không dễ dàng gì cho cam. Nhưng vì tiểu chủ ngươi có muội muội. Trong lòng có người cần quan tâm nên không đến nỗi quá cực đoan. Tiểu tháp im lặng. Giọng nói bí ẩn tiếp tục nói, trước đây lúc thân xác của cô gái tiểu ca bị hủy, thằng nhóc này đã có tâm lý cầu chết rồi. Điểm này, người phải chú ý. Còn nữa, tuy trước nay hắn chưa từng oán hận cha mẹ hắn nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng hắn không có chút trách móc nào. Người cứ nghĩ mà xem, lúc mới đầu trong thế giới của lão chủ của ngươi có khái niệm phụ thân không? Tiểu chủ của ngươi thì khỏi cần bàn tới. Hở ra là đòi giết cha. Tiểu tháp thở dài. Giọng nói bí ẩn lại nói, ý của ta là chúng ta không thể chỉ chú trọng mỗi việc tu luyện của hắn, còn phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của hắn nữa. Đặc biệt là ngươi đừng lúc nào cũng cho hắn thấy áp lực, đôi lúc cũng có thể để hắn thả lỏng một chút, đừng áp lực nặng nề đến thế. Hắn chỉ mới 17 tuổi thôi. Tiểu tháp khẽ đáp, ta biết rồi. Đúng lúc này. Diệp Quân bỗng hưng phấn nói, tháp ra, ta đột phá rồi à. Tiểu tháp im lặng một lát rồi khẽ cười, đúng vậy. Chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi đã là bán bộ kiếm đế rồi. Bán bộ kiếm đế. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt, sau đó mừng như điên, tháp ra,
bây giờ ta đã là bán bộ kiếm đế, nếu ở gia tộc họ Diệp ở vũ trụ quan huyên kia, ta có còn được xem là con sâu cái kiến nữa không? Tiểu tháp khẽ cười, không, người của bây giờ có lẽ không đánh lại bọn họ, nhưng chạy trốn thì được rồi. Diệp Quân bỗng thấy vui mừng lắm, đồng thời áp lực cũng giảm đi rất nhiều. Trước đây mỗi lần nghe tháp gia nói đến gia tộc họ Diệp kia, hắn đều cảm thấy áp lực như núi đè, lấy cả yêu thú cấp đế ra làm vật cưới cơ mà, quá đáng sợ. Mà bây giờ, cuối cùng mình đã không còn là con sâu cái kiến nữa rồi. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói, tháp gia, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đợi đến khi ta mạnh mẽ hơn, ta sẽ giết đến gia tộc họ Diệp, bảo bọn họ thả mẹ ta ra. Gia tộc họ Diệp. Tiểu tháp cười nói, cố lên, ta tin ngươi. Ngô Bình chớp mắt, tháp gia, hôm nay hình như ngươi hơi lạ. Tiểu tháp, lạ chỗ nào? Diệp Quân suy nghĩ rồi lắc đầu, ta cũng không nói được. Tiểu tháp cười nói, thế đừng nghĩ nhiều nữa, chăm chỉ tu luyện đi, tu luyện kiếm đạo của mình đến vô địch. Diệp Quân gật đầu, cười đáp, được. Nói xong, hắn không suy nghĩ nữa mà nhìn xung quanh mình. Lúc này, tất cả mọi người ở đó cũng đang nhìn hắn. Lúc này, Tịch Huyền bỗng kéo cánh tay Diệp Quân, đi. Nói rồi, cô ấy kéo Diệp Quân chạy ra phía ngoài. Những người còn lại nhìn hai bóng lưng đã đi xa kia, có người khẽ nói, hắn chính là Diệp Quân, vị kiếm tiên kia. Diệp Quân. Nghe vậy, mọi người đều chấn động. Bây giờ danh tiếng của Diệp Quân cực kỳ nổi ở Trung Thổ Thần Châu, đã nổi ngang với Đông Lý Mạch của đế tộc Bất Tử rồi. Lúc này, lại có người nói, vừa nãy hắn quan sát bia đá có linh cảm, hình như đã đột phá rồi. Có người kinh ngạc, lẽ nào hắn thật sự là Đại Kiếm Tiên? Đại Kiếm Tiên. Nghe vậy, mọi người đều sao động. Nếu thật sự là Đại Kiếm Tiên thì quá khủng bố. Một bên khác, Tịch Huyền kéo Diệp Quân dừng lại, cô ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đột phá rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tịch Huyền lại hỏi, Đại Kiếm Tiên à? Diệp Quân muốn nói lại thôi. Tịch Huyền bình tĩnh nói, nếu khó trả lời thì thôi. Diệp Quân khẽ cười, Tịch Huyền cô nương, ta xem cô là bạn, nên ta không muốn giấu giếm cô, thật ra ta đã đạt đến bán bộ kiếm đế. Bán bộ kiếm đế? Hai mắt Tịch Huyền trợn tròn, vui mừng nói, thật à? Diệp Quân gật đầu. Tịch Huyền lập tức giơ ngón tay cái, lợi hại. Ngươi lợi hại lắm đấy nhé. Diệp Quân khẽ cười, nói thật, hắn cũng không nghĩ lần này mình có thể đột phá về mặt kiếm đạo. Có thể nói đây là một bất ngờ. Tịch Huyền bỗng nói, ngươi phải che giấu thực lực. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô ấy chân thành nói, lần này ngươi muốn tranh đoạt số mệnh đại đạo, có thể nói là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi không che giấu thực lực thật sự của mình, người khác sẽ đối phó ngươi một cách đầy thù địch, đến lúc đó ngươi sẽ rất khó khăn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu đạo lý này. Giấu dốt, khiêm tốn, nói đơn giản ra thì chính là sống nhếch nhác chút. Tịch Huyền cười nói, ta thật sự không ngờ ngươi lại lợi hại đến thế, một bước trở thành bán bộ kiếm đế luôn. Diệp Quân cười nói, may nhờ cô dẫn ta tới nơi đó, nếu không ta cũng không gặp cơ duyên này. Tịch Huyền cười, đây là thực lực của ngươi, ngươi xem ở đó có bao nhiêu kiếm tu, nhưng chỉ có mình ngươi lĩnh ngộ được thôi. Lĩnh ngộ. Diệp Quân trầm tư, hắn phát hiện khả năng lĩnh ngộ rất quan trọng trong việc tu luyện. Nhưng hắn càng cảm thấy không thể đặt hết mọi thứ lên khả năng lĩnh ngộ được, cần khả năng lĩnh ngộ, cũng cần thực chiến. Học đi đôi với hành. Chỉ học không thì chỉ có thể thành mọt sách. Cũng phải đi ra ngoài xem thử thế giới này ra sao, vì rất nhiều chân lý cuộc đời không nằm trong sách vở. Tu luyện cũng vậy. Không thể chỉ dựa vào việc lĩnh ngộ. Còn phải thực chiến mới được, hai cái kết hợp nhau. Lúc này, Tịch Huyền bỗng nói, lần này ngươi đại diện đạo môn tranh giành số mệnh đại đạo à? Diệp Quân gật đầu. Tịch Huyền suy nghĩ rồi nói, ngươi có muốn đổi một thế lực khác không? Thứ cho ta nói thẳng, đạo môn quá yếu. Nếu trong lúc tranh giành số mệnh đại đạo ngươi gặp phải đối đãi bất công thì đạo môn sẽ không giúp được ngươi. Nhưng nếu ngươi gia nhập những thế lực mạnh mẽ hơn, ví như thần tộc hay thư viện quan huyên. Thiên phú rất quan trọng, nhưng chỗ chống lưng cũng quan trọng. Diệp Quân lắc đầu. Lúc hắn tới Trung Thổ Thần Châu, không một thế lực nào chịu thu nhận hắn, ngoại trừ đạo môn.
Tuy đạo môn rất nghèo nhưng hắn nhớ ân tình này. Người ta giúp mình lúc hoạn nạn. Làm người, không thể vong ơn phụ nghĩa. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, thấy hơi ngờ vực, theo ta được biết thì qua hệ giữa cô và Thư viện Quan Huyên. Tịch Huyền cười nói, đúng là ta có thủ với Thư viện Quan Huyên, nhưng bây giờ ta không hận bọn họ nữa rồi. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Tịch Huyền bình tĩnh nói, đám người mà ta hận, năm xưa đã bị ta giết sạch rồi. Diệp Quân sững sờ, sau đó lắc đầu cười. Cô nương này cũng là một người mạnh mẽ. Tịch Huyền cười nói, bây giờ chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho ta, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Ta sẽ đi tranh giành số mệnh đại đạo, thư viện đã có quy định, người tham gia tranh giành số mệnh đại đạo sẽ được bảo vệ. Đến lúc đó ta tham gia tranh đoạt, bọn họ muốn giết ta nhưng không làm gì được, chắc chắn sẽ tức chết cho mà xem. Diệp Quân lắc đầu cười, mà lúc này, một luồng khí tức khủng bố bỗng giáng từ trên trời xuống. Ngay sau đó, một giọng nói chợt vang lên, e là cô không có cơ hội đó đâu. Nghe vậy, Tịch Huyền nheo hai mắt lại, là cường giả của Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nhíu mày, chẳng phải cường giả đỉnh cấp không được ra tay ở đây à? Tịch Huyền liếc Diệp Quân một cái, Thư viện Quan Huyên với Tiên Bảo Các mặc cùng một chiếc váy đấy. Tiểu Tháp, Tịch Huyền lại nói, người đi mau đi. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô ấy nói, đây là chuyện giữa ta với bọn họ, người đừng can dự vào. Diệp Quân lắc đầu, ta đưa cô chạy trốn, tốc độ của ta rất nhanh. Tốc độ rất nhanh. Tịch Huyền chớp mắt, mặt bỗng ửng đỏ. Diệp Quân khẽ động tâm niệm, một thanh khí kiếm xuất hiện vừa hắn và Tịch Huyền. Diệp Quân đứng lên kiếm rồi nói, lên đây. Tịch Huyền đứng lên trước mặt Diệp Quân, hắn động tâm niệm, ngự kiếm bay đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt bọn họ đã biến mất phía chân trời. Hai người vừa đi chưa bao lâu thì một luồng khí tức khủng bố xé nát không gian, đánh về phía hai người. Tịch Huyền nheo mắt, quay người phóng phi đao. Vù! Không gian bị xé toạc. Ầm! Phía chân trời, một tiếng nổ lớn vang lên, một ông lão liên tiếp lùi sau. Mà lúc này, một lão giả áo xám bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tịch Huyền. Tịch Huyền nhìn lão giả áo xám, bình tĩnh nói, viện chủ viện chấp pháp. Viện chủ viện chấp pháp. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân sa sầm xuống. Lại một ông lớn. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân cười nói, người đi đi. Diệp Quân lắc đầu. Tịch Huyền, không cần thiết vì ta mà chọc giận Thư viện Quan Huyên, hiểu không? Diệp Quân cười nói, nếu ta đi, cô có thất vọng không? Tịch Huyền gật đầu, có. Nhưng ta hiểu được. Diệp Quân khẽ cười, lúc trước cô có thể không cứu ta, nhưng cô đã cứu. Ta cảm thấy, bây giờ chắc chúng ta đã là bạn. Tịch Huyền cười nói, thật ra, lúc ở Tội Uyên ta đã cảm thấy chúng ta là bạn rồi. Lúc này, viện chủ viện chấp pháp bỗng lên tiếng, hai người có thể tôn trọng ta một chút không? Trông ta yếu lắm à? Hai người chắc chắn sẽ đánh bại ta đến vậy à? Diệp Quân nhìn viện chủ, xòe tay ra, một thanh khí kiếm bay vút lên trời, phá tan tầng mấy. Kiếm tiên! Viện chủ viện chấp pháp hơi nheo mắt. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông ta, ông có chắc mình đánh lại hai người bọn tôi à? Viện chủ im lặng. Diệp Quân tiếp tục nói, nếu ông cứ muốn phải ra tay thì hai người bọn tôi bị ép phải giết ông thôi. Tuy bọn tôi sẽ bị Thư viện Quan Huyên truy nã nhưng ông thì có lẽ sẽ chết đấy. Nếu ông chết, nhiều nhất Thư viện Quan Huyên chỉ có thể cho ông một tang lễ long trọng, tiện thể cho ít tiền trợ cấp. Ông thấy đáng không? Viện chủ viện chấp pháp nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân chân thành nói, nếu là ta sẽ không liều mạng, giữa chúng ta cũng đâu có huyết hải thâm thù gì đâu, hoàn toàn không cần phải lấy mạng sống ra liều lĩnh. Hôm khác tập hợp người đông đông rồi hãy truy sát bọn ta, không tốt hơn sao? Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, chớp chớp đôi mắt long lanh, cũng không biết đang nghĩ gì. Viện chủ viện chấp pháp nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc rồi nói, con người ngươi. Thiên phú rất khá, đầu óc cũng thông minh, có hứng thú gia nhập Thư viện Quan Huyên của bọn ta không? Nếu ngươi đồng ý, ngươi muốn gì lấy cái nấy, mỹ nữ tùy ngươi chọn. Lông mày Tịch Huyền khẽ nhíu lại. Sao lão già này dùng mỹ nhân kế rồi? Diệp Quân nhìn viện chủ viện chấp pháp nói, Tịch Huyền cô nương đứng bên cạnh ta là kẻ thù không đội trời chung với các ông. Viện chủ viện chấp pháp nghiêm túc nói, chuyện của vị cô nương này.
Nói thật thì từ lâu ta đã biết cô ấy bị oan, nếu ngươi đồng ý gia nhập thư viện Quan Huyên thì chúng ta có thể bắt tay lật lại bản án của cô ấy. Ngươi yên tâm, dù ngươi đứng sau có nghịch thiên cỡ nào, chúng ta bắt tay nhau chắc chắn có thể trừ gian diệt ác, trả lại sự trong sạch cho cô nương này. Ông ta dừng lại một lát mới nói tiếp, hai người có thể cùng gia nhập thư viện Quan Huyên. Diệp Quân im lặng, lão già này đang chiêu hàng à. Lúc này, Tịch Huyền bỗng kéo tay áo Diệp Quân rồi lắc đầu. Diệp Quân nhìn viện chủ, kẻ địch của ta là nhà họ An, là tộc Thiên Long Viễn Cổ. Nếu bọn họ tìm tới đánh ta, ông có gánh giúp ta không? Ông lão im lặng một lát rồi lắc đầu, ta gánh không nổi. Diệp Quân cười, không nói tiếp. Sắc mặt ông lão phức tạp, rất xin lỗi, Diệp Quân công tử, xem ra thư viện bọn ta và cậu thật sự không có duyên. Diệp Quân cười nói, các ông đừng kéo tới đánh ta là tốt rồi. Ông lão lắc đầu, bọn ta không có ý đối địch với cậu, lần này cũng không phải tới để đối phó với hai người. Nói rồi ông ta nhìn Tịch Huyền đứng bên cạnh, Tịch Huyền, cố viện trưởng đã điều tra rõ chuyện năm xưa, lần này ông ấy phái ta đến là muốn mời cô trở về thư viện, lật lại bản án oan này cho cô. Tịch Huyền cười nói, nếu ta không về thì sao? Ông lão trả lời, cũng sẽ lật lại án cho cô. Tịch Huyền im lặng một lát rồi cười nói, ta đã quen một mình rồi. Ông lão thở dài. Diệp Quân đứng một bên bỗng nói, Tịch Huyền cô nương, hay là cô gia nhập vào đạo môn của ta nhé? Tịch Huyền gật đầu, được. Ông lão đơ mặt ra. Ông lão không nói gì nữa, mà quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, nghiêm túc nói, cô thật sự muốn gia nhập đạo môn sao? Tịch Huyền cười nói, ta chọc giận ông ấy thôi. Diệp Quân cười khổ. Tịch Huyền nhẹ nhàng nói, ta đã quen với việc một mình tự do tự tại, không thích bất kỳ sự trói buộc nào nữa. Diệp Quân nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Đạo môn quả thực rất nghèo, bảo người ta đến có khi còn phải bảo người ta tự xây phòng của mình. Như vậy không phù hợp lắm. Tịch Huyền nói, sắp bắt đầu tranh đoạt số mệnh đại đạo rồi, người phải cố gắng lên. Đặc biệt là phải cẩn thận nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Diệp Quân gật đầu, từ sau lần ở tội thành bị hai vị cảnh giới đại kiếp truy sát cho đến bây giờ, đối phương không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Điều này hơi khác thường. Nghĩ đến đây, Diệp Quân vội vàng nói, Tịch Huyền cô nương, ta đi trước đây, cô bảo trọng nhé, chúng ta gặp lại sau. Nói xong, hắn ngự kiếm đứng lên, trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời. Tịch Huyền nhìn đạo ngự kiếm trên bầu trời, khóe môi hơi nhếch lên. Ngự kiếm của chàng trai này thật đẹp. Nói xong, cô ấy xoay người, biến mất ở phương xa. Bên kia, viện trưởng viện chấp pháp nhìn về phía hai người vừa rời đi, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là viện trưởng mới của Thư viện Quan Huyên, Cố Triều Nguyên. Viện trưởng viện chấp pháp nhẹ nhàng nói, thật đáng tiếc. Cố Triều Nguyên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đúng là đáng tiếc thật. Hai vị thiên tài tuyệt thế này đều là người của thư viện. Nếu bọn chúng đều ở thư viện thì lần tranh đoạt số mệnh đại đạo lần này, chúng ta không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa. Viện trưởng viện chấp pháp nói với vẻ mặt vô cảm, lần này nhà họ An thật mất mặt. Cố Triều Nguyên lắc đầu, cười nói, thật ra, nếu là bình thường, lúc ở thượng giới, bọn họ có thể giết Diệp Quân, thì sự tình sẽ không phát triển đến mức này. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Quân công tử. Khiến mọi chuyện này càng lớn hơn. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu, bây giờ chuyện này đã không còn đơn giản là cuộc tỷ võ nữa mà còn liên quan đến thể diện. Nếu Diệp Quân còn sống thì là tát vào mặt nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Người đời sẽ nghĩ, ngay cả một kiếm tu của một thế giới nhỏ mà cũng không đánh lại nổi, có thể nói, điều này giáng đòn chí mạng vào danh tiếng của bọn họ. Ông lão khẽ cau mày, chuyện này là do bọn họ sai. Cố Triều Nguyên nhẹ giọng nói, vậy ý của ông là yêu cầu nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ xin lỗi Diệp Quân công tử sao? Ông lão im lặng, rõ ràng là không thể. Mấy lão già đứng trên đỉnh cao thế giới sẽ nhận thua sao? Trừ khi ngươi mạnh hơn bọn họ, mạnh đến mức bọn họ không đắc tội nổi, bọn họ mới xin lỗi ngươi, nếu không, cho dù bọn họ sai, bọn họ cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Đây chính là sự kiêu ngạo của một thế gia lâu đời. Cố Triều Nguyên nói tiếp, hơn nữa, chuyện này bây giờ đã phức tạp hơn rồi.
Bởi vì có Diệp Quan chỉ tham gia, khiến các thế gia đều trở cảnh giác, bọn họ quy Diệp Quân về phía Diệp Chủ tịch, vì vậy rất nhiều thế gia hiện nay coi Diệp Quân như kẻ thù. Bây giờ bọn họ muốn giết Diệp Quân để cho Diệp Chủ tịch thấy thực lực của thế gia bọn họ. Ông lão trầm giọng nói, viện trưởng, theo ta được biết, ông cũng là đại diện của thế gia. Cố Triều Nguyên cười nói, đúng vậy. Ông lão thấy hơi khó hiểu, nhưng ông vừa bảo ta lôi kéo Diệp Quân. Cố Triều Nguyên nhẹ nhàng nói, ta là người của thế gia, nhưng cũng là người của thư viện. Đừng nói những nơi khác, mà ở Trung Thổ Thần Châu chúng ta, cuộc chiến nội bộ lần này đã khiến chúng ta mấy đi hai yêu nghiệt tuyệt thế, điều này là mất mát to lớn đối với thư viện. Hơn nữa, vừa nói ông ta vừa nheo mắt, ông thật sự cho rằng thế gia có thể áp chế Diệp Chủ tịch sao? Đừng quên viện chủ Thanh Khưu và kiếm chủ Nhân Gian vẫn chưa chết. Ông lão cười khổ, nhưng 30 triệu năm qua bọn họ chưa từng xuất hiện. Cố Triều Nguyên nói, cho nên, có một số thế gia đã bành trướng hơn trước. Cho rằng thư viện là của bọn họ rồi. Nói xong, ông ta khẽ thở dài rồi xoay người rời đi. Ông lão cũng thở dài rồi rời đi. Diệp Quân đã đến Huyền Tháp. Lần này, hắn không theo đuổi thực chiến, mà tiếp tục tu luyện tốc độ. Không phải hắn không muốn phát huy, mà là vì hiện giờ hắn chưa tìm thấy đối thủ phù hợp. Bây giờ hắn cách mấy bước giết người cũng không có gì khó. Vì vậy, hắn chỉ có thể luyện tập tốc độ, tu luyện tốc độ đến cực điểm. Sau khi giao kim tinh, Diệp Quân đi thẳng đến tầng tu luyện áp lực không gian. Lần này, hắn đi thẳng đến tầng 40. Vừa tiến vào tầng thứ 40, hắn cảm nhận được một luồng áp lực không gian đáng sợ. Nhưng hắn không hề phóng ra kiếm ý của mình. Nếu hắn phóng kiếm ý ra, hắn hoàn toàn có thể chống lại áp lực không gian, nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn tự mình tu luyện. Không có bất kỳ ngoại vật nào, bao gồm cả kiếm ý. Mà chỉ tu luyện một cách thuần túy. Một lúc sau, Diệp Quân bắt đầu rút kiếm, lúc đầu còn rất chậm, nhưng tốc độ của hắn dần tăng lên. Cứ như vậy, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lúc đầu, mỗi ngày tăng một tầng, sau đó dần dần, vài ngày một tầng. Mệt thì ăn thịt rồng, uống máu rồng. Dưới sự khổ luyện này, tác dụng của thịt rồng hắn ăn và máu rồng hắn uống được tăng lên gấp bội lần. Hai tháng trôi qua, Diệp Quân đã đạt tới tầng không gian áp lực thứ 50. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề dựa vào kiếm ý, cũng không dựa vào kiếm hành đạo. Chỉ tu luyện thuần túy. Hắn muốn tu luyện thì phải tu luyện đến cực hạn. Tập trung vào một chuyện duy nhất. Nhà họ An ở Thanh Châu. Gia chủ nhà họ An là An Nhã đang ngồi trong đình viện, trước mặt bà ta là một ông lão hơi khom người, trông vô cùng cung kính. An Nhã trầm mặc một lúc rồi nói, ý của ông là Diệp Quân rất có khả năng là đại kiếm tiên ư. Ông lão gật đầu, tin tức mới nhất là như vậy. Hắn đã giác ngộ trước bia đá thần bí và đột phá. Vì vậy, rất có khả năng là một vị đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. An Nhã im lặng. Nếu chỉ là kiếm tiên thì không đủ để khiến nhà họ An coi trọng. Nhưng nếu là đại kiếm tiên thì nhà họ An nhất định không thể xem thường. Yêu nghiệt. An Nhã hơi nheo mắt nói, ta đã đáng giá thấp tên này rồi. Vừa nói bà ta vừa nhìn ông lão, đã tra ra lai lịch của hắn chưa? Ông lão trầm giọng nói, hắn là con nuôi nhà họ Diệp ở hạ giới, từ nhỏ được nhà họ Diệp nhận nuôi, thân phận gốc vô cùng thần bí, không thể tra ra được. An Nhã khẽ nhíu mày, không tra ra được ư. Ông lão gật đầu. An Nhã nhìn ông lão, không tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm, tìm ở Tiên Bảo Các chưa? Ông lão cười khổ, gia chủ, ta đã tìm ở Tiên Bảo Các rồi, nhưng nơi đó cũng không thể tìm ra được lai lịch thật sự của hắn. An Nhã nhíu mày, hơi kinh ngạc, ngay cả Tiên Bảo Các cũng không tra ra được lai lịch sao? Ông lão gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, vô cùng thần bí. An Nhã trầm mặc một lúc mới nói, không thể để người này sống được, hắn trưởng thành sẽ bất lợi cho nhà họ An chúng ta. Đặc biệt, nếu hắn gia nhập Tổng viện của Thư viện Quan Huyên, đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn sẽ rất khó. Vừa nói bà ta vừa chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nhất định phải chết ở Trung Thổ Thần Châu. Ông lão hơi do dự nói, gia chủ, chuyện này vẫn nên cẩn trọng thì hơn, người này lai lịch không rõ, nếu tùy tiện động vào không biết sẽ mang đến tai họa gì cho nhà họ An chúng ta,
chúng ta phải. Hỗn láo. An Nhã trừng mắt nhìn chằm chằm ông lão, không rõ lai lịch của hắn ư. Cho dù thân phận của hắn rất mạnh thì đã sao, có thể so với nhà họ An sao? Mấy chục triệu năm nay, nhà họ An ta có hai vị võ thần đi theo người mang thiên mệnh hai đời, trên đời này ai dám so thân phận và gia cảnh với nhà họ An chúng ta? Ánh mắt bà ta trở nên lạnh lùng, xét về thế gia, hậu thuẫn, nhà họ An ta đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất? Ai dám? Trước mặt An Nhã, ông lão cúi đầu không dám nói gì nữa. Ông ta chỉ là một người làm công, nghĩ Diệp Quân không đơn giản nên mới đưa ra đề nghị nhỏ. Nếu người ta đã không nghe thì ông ta chỉ có thể nói là gia chủ nói gì cũng đúng, nhà họ An đứng đầu thiên hạ, nhà họ An lợi hại nhất. An Nhã bỗng ngồi xuống, bà ta bưng tách ra ở một bên lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, sau đó bình tĩnh nói, người lui xuống đi. Ông lão cung kính chào, sau đó lùi ra ngoài. Lúc này một cô gái bỗng ở một bên bước ra. An Đạo Tân. Nhìn thấy An Đạo Tân, vẻ lạnh lùng của An Nhã lập tức dịu đi rất nhiều. An Đạo Tân ngồi xuống bên cạnh, bình tĩnh nói, hơi xem thường hắn rồi, không ngờ hắn lại có thể trưởng thành một đại kiếm tiên. An Nhã gật đầu, thiên phú của người này đúng là hiếm thấy, nếu Tổng viện tìm được hắn rồi dẫn về Tổng viện, lúc đó muốn giết hắn cũng khó. Hơn nữa, một khi người này đến Tổng viện, nếu nhất định có được tài nguyên tu luyện của bên đó thì với tài năng của người này, cũng không phải không thể trở thành bán bộ kiếm đế. Kiếm đế. Trong mắt An Đạo Tân cũng đã không còn sự xem thường nữa. Dù là một bán bộ kiếm đế thì nhà họ An cũng không thể khinh thường chứ đừng nói là kiếm đế. Vì chắc chắn Tổng viện sẽ dốc sức đào tạo thiên tài yêu nghiệt ở cấp bậc này, lúc đó nhà họ An không dễ ra tay nữa. Dù sao Tổng viện cũng không đặt ở Trung Thổ Thần Châu. An Đạo Tân bỗng nói, để thư viện mở cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo trước thời hạn. An Nhã nhìn An Đạo Tân. An Đạo Tân bình tĩnh nói, nếu bây giờ chúng ta phái người đi giết hắn, cho dù giết được hắn cũng sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người và bị chỉ trích, cho nên giết hắn ở cuộc chiến tranh giành số mệnh là thời cơ tốt nhất. An Nhã nhìn An Đạo Tân, người có nắm chắc không? An Đạo Tân khẽ cười, dù hắn là đại kiếm tiên, ta cũng chắc 100%. An Nhã sửng sốt, 100%. An Đạo Tân gật đầu, 100%. An Nhã hỏi, 100% ở đâu ra? An Đạo Tân khẽ cười, cô ta đi sang một bên, tay phải đột nhiên xèo ra ở phía dưới, ngay sau đó cả mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếp đó vô số tia chớp màu đất xuất hiện trong lòng đất, những tia chớp màu đất này tung hoành bay nhảy hệt như màu bạc, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ. Đại địa thần lôi. An Nhã híp mắt, phấn khích nói, Đạo Tân, người đã đạt đến cảnh giới pháp kiếp rồi, lúc nào thế? An Đạo Tân, vừa không lâu. An Nhã nở nụ cười, được đấy. Nhưng, nói đến đây bà ta ngừng lại, rồi nói, vẫn không nên sơ suất khinh địch. Cảnh giới pháp kiếp. Hiện giờ Diệp Quân chẳng qua là cảnh giới phá không, mà trên phá không là cảnh giới diệt không, sau đó là cảnh giới địa pháp, trên địa pháp là cảnh giới thiên kiếp, trên nữa là cảnh giới tiểu kiếp, tiếp đó là cảnh giới đại kiếp, cuối cùng là cảnh giới pháp kiếp. An Đạo Tân cao hơn Diệp Quân những 6 cảnh giới. 6 cảnh giới. Diệp Quân lấy gì để so với An Đạo Tân? An Đạo Tân bình tĩnh nói, gia chủ yên tâm, chỉ cần hắn dám tham dự cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, hắn chắc chắn sẽ chết vì ta không có một mình, một vài yêu nghiệt đến tranh giành số mệnh đại đạo lần này đều là bạn của ta. Ta đến đây trước, đã nói chuyện với họ, lần này họ đều sẽ đứng về phía ta. Nói rồi cô ta khẽ cười. Ở thời đại này, lấy gì so sánh? Là gia thế, chỗ dựa, quan hệ. So về gia thế, nhà họ An đã trải qua mấy ngàn vạn năm, đã có hai đời võ thần, hơn nữa có quan hệ khá tốt với hai người mang thiên mệnh, bối cảnh ngoài mấy gia tộc siêu cấp ở Tổng viện, ai có thể so với chúng ta? Dù mấy gia tộc lớn đó cũng không dám xem thường nhà họ An. Nói đến đây, cô ta lại cười gằn, so về chỗ chống lưng. Nhà họ An có hai võ thần. So về quan hệ, bây giờ cả vũ trụ Quan Huyên, có gia tộc hay thế lực nào không nể mặt nhà họ An không? Hắn dựa vào cái gì mà đòi so với chúng ta? Cảm giác ưu việt. Không. An Đạo Tân nghĩ không phải là cảm giác ưu việt, đây là cảm giác vẻ vang. Mỗi người nhà họ An đều có cảm giác vẻ vang ngay từ khi sinh ra.
nhà họ An từng có hai võ thần, sự vẻ vang này đáng để cho người nhà họ An tự hào. An Nhã bỗng nói, để phòng bất chắc, chúng ta phải làm cho cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo diễn ra trước thời hạn. Cũng may là trước đó cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo đều có sự thay đổi nhất định về thời gian, lần này có thay đổi thì người ngoài sẽ không nói gì nhiều. An Đạo Tân gật đầu, viện trưởng Cố đó cũng xem là người gia tộc chúng ta, có thể nói với ông ta, đương nhiên cũng có thể bảo tộc Thiên Long Viễn Cổ gây sức ép cho ông ta. An Nhã nói, lần này tộc Thiên Long Viễn Cổ có thái độ thế nào? An Đạo Tân cười mỉa nói, nếu không nhờ kiêng dè Diệp chủ tịch thì họ đã chạy đến Trung Thổ Thần Châu đánh chết Diệp quân từ lâu rồi. Diệp chủ tịch, nghe thế sắc mặt An Nhã trở nên xám xịt. Chính là Diệp chủ tịch ngày hôm đó đã chẳng chừa cho nhà họ An một chút mặt mũi nào, không chỉ giết chết một vị trưởng lão nhà họ An, mà còn cách chức gia chủ tiền nhiệm của nhà họ An, khiến họ khó chịu nhất là Diệp chủ tịch tước bỏ suất học sinh vào tổng viện của nhà họ An. Chuyện này đúng là muốn sinh mạng của họ. Lúc này An Nhã bỗng nói, Diệp chủ tịch này không chỉ nhắm vào nhà họ An chúng ta mà cô ta còn nhắm vào tất cả các gia tộc. Gia chủ yên tâm, các gia tộc lớn bên tổng viện đều đã bắt đầu gây áp lực cho cô ta rồi. An Nhã không cảm xúc, tâm địa người này độc ác, tại sao mấy gia tộc lớn tổng viện lại để cô ta sống trên đời này? An Đạo Tân trầm giọng nói, gia chủ, cẩn thận lời nói. An Nhã chưa từng đến tổng viện, không biết quyền uy của Diệp chủ tịch này ở tổng viện. Dù là mấy gia tộc siêu cấp đó cũng phải khách sáo khi đứng trước mặt Diệp chủ tịch. Còn việc động vào cô ấy, đó chỉ là ảo tưởng thôi. Chưa kể những cái khác, sư phụ của cô ấy hiện là viện trưởng Văn Viện, dưới quyền của ông ấy có một nhóm lớn người nho tu, những người này thường nghiên cứu tri thức, rất hiếm khi nhúng tay vào các công việc của thư viện, nhưng nếu động đến Diệp quan chỉ, những nho tu này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa càng đừng nói viện trưởng Thư Hiền là một đại nho thánh. Ngoài ra, viện trưởng Thanh Khưu là sư tỷ của Diệp Quan Chỉ. Có thể chèn ép Diệp Quan Chỉ nhưng không thể giết cô ấy. An Nhã im lặng một lúc rồi nói, vậy cứ để mặc cô ta nhắm vào các gia tộc của chúng ta sao? An Đạo Tân lắc đầu, đương nhiên là không, sở dĩ lần này những gia tộc kia giúp nhà họ An chúng ta là để trấn áp Diệp chủ tịch. Đây đã không chỉ là cuộc chiến giữa chúng ta và Diệp quân nữa, mà còn là cuộc chiến của tập đoàn các gia tộc lớn và bên thư viện mà Diệp chủ tịch là đại diện. An Nhã gật đầu, ta hiểu rồi. Mặc dù bà ta là gia chủ nhà họ An nhưng bà ta không có tư cách đến tổng viện thư viện quan huyên, thế nên không hiểu biết nhiều bằng An Đạo Tân. An Nhã lại nói, lần này tộc Thiên Long Viễn Cổ cũng phái một thiên tài đến Trung Thổ Thần Châu rồi. An Nhã sửng sốt. Họ cũng phái người đến à? An Nhã gật đầu, là một thiên tài vô cùng yêu nghiệt của thế hệ trẻ tộc Thiên Long Viễn Cổ, mục đích đến lần này của hắn là giết chết Diệp quân cùng với chúng ta. An Nhã cười nói, tốt quá rồi. An Đạo Tân nói, gia chủ có thể đích thân đến Trung Thổ Thần Châu một chuyến, bảo viện trưởng Cố đó hành động bắt đầu cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo trước thời hạn, càng sớm càng tốt, để khỏi đêm dài lắm mộng. An Nhã gật đầu, đứng lên, giờ ta đi ngay. Nói rồi bà ta xoay người biến mất. An Đạo Tân vẫn còn đứng đó lặng im một lúc rồi khẽ cười, lần này Diệp chủ tịch đó sẽ không bảo vệ được ngươi nữa. Trong huyền tháp, lúc này Diệp quân đã đến tầng không gian 55. Phải nói là càng đi lên độ khó càng đáng sợ, dù là hắn cũng suýt nữa không chịu được khi bước vào không gian 55 này. Áp lực không gian đó như thể có rất nhiều núi đè lên người hắn, đè ép đến mức hắn gần như nghẹt thở. Cứ như thế kéo dài khoảng nửa canh giờ, Diệp quân mới bắt đầu động đậy. Như thường lệ, vừa bắt đầu thì rất chậm, dần dần tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn nữa ngày càng nhanh. Khoảng nửa ngày sau, tốc độ của Diệp quân dần trở lại như bình thường, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần càng căng chặt như dây đàn bị kéo căng. Áp lực không gian ở đây quá mức khủng khiếp. Kiên trì. Diệp quân nghiến chặt răng, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó là kiên trì. Hắn biết muốn bỏ cuộc rất đơn giản, chỉ cần bây giờ hắn buông tay, hắn lập tức có thể trở nên thoải mái. Nhưng hắn càng biết nếu buông tay, hắn sẽ thất bại ở cửa ải này. Hơn nữa nếu sau này gặp khó khăn tương tự, hắn sẽ lại có suy nghĩ bỏ cuộc lần nữa. Kiên trì thêm chút nữa. Diệp quân dần vung kiếm trong tay lên,
khí kiếm của hắn cũng đã thay đổi hình dạng dưới áp lực của không gian lớn mạnh này, cực kỳ kinh hãi. Cứ như thế lại qua thêm 2 canh giờ nữa, lúc này tốc độ của hắn đã chẳng khác gì bên ngoài. Thành công rồi. Diệp Quân đặt khí kiếm trong tay xuống, tay vừa buông tha, khí kiếm đó lập tức nứt ra, sau đó dần biến mất. Nếu không nhờ Diệp Quân cầm trong tay, thanh khí kiếm này đã bị vỡ nát từ lâu rồi. Sở dĩ nó không bị vỡ đều nhờ vào ý chí của Diệp Quân. Ngay cả Diệp Quân cũng không phát hiện ý chí của hắn đã lặng lẽ thay đổi cực lớn. Diệp Quân nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Vì sau khi thành công, áp lực không gian này đã biến mất, bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, kiểu thoải mái trước nay chưa từng có, thậm chí có cảm giác được sống lại. Hắn biết hắn lần nữa đột phá cực hạn của mình. Không chỉ đột phá cực hạn về tốc độ của mình mà còn đột phá cực hạn về ý chí của mình. Còn trẻ mà, nên thế. Không bao giờ nói bỏ cuộc. Không bao giờ nói thất bại. Lúc này tiểu tháp nói, cảm thấy thế nào? Diệp Quân nhếch môi, rất thoải mái. Phải nói là lúc này hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái. Tiểu tháp nói, ngươi có muốn đột phá cảnh giới sao? Nếu đột phá cảnh giới, thần hồn của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, thực lực tổng thể cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Quân lắc đầu, tạm thời không cần. Tiểu tháp khó hiểu, tại sao? Diệp Quân nhắm mắt lại, ta muốn đột phá trong lúc chiến đấu. Chiến đấu? Tiểu tháp im lặng không nói. Thật ra nó không nói cho Diệp Quân biết chỉ cần bước vào một trận chiến đấu thật sự, hắn có thể bước thẳng vào kiếm đế. Thứ hắn thiếu hiện giờ thật ra là một trận chiến không có gì bì được có thể làm cho hắn đạt đến kiếm đế. Lúc này, Diệp Quân bỗng khẽ nói, nếu gặp lại Lưu Băng kia, ta chắc chắn có thể lập tức giết hắn. Tiểu tháp cười nói, nếu gặp Diệp Quan chỉ cô nương thì sao? Diệp Quân không nói gì. Một lúc sau, Diệp Quân nhắm mắt lại, tháp ra, ta nghĩ ta vẫn chưa đủ mạnh, ta phải tu luyện, ta phải cố gắng tu luyện. Tiểu tháp cạn lời. Mẹ nó chứ. Cái tên này không kích thích được, vừa kích thích hắn là muốn tu luyện. Nó rất muốn nói, thật ra ngươi đã rất mạnh rồi. Nhưng nghĩ một lúc, vẫn không nói. Có cảm giác nguy hiểm không phải là chuyện xấu. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn hơi rung chuyển, ngay sau đó giọng Tần Phong vang lên. Một lúc sau, Diệp Quân đứng lên, hắn híp mắt lại, tay phải từ từ siết chặt. Cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo sẽ diễn ra trước thời hạn. Chỉ 1 tháng sau. 1 tháng sau. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, cuộc đấu đến sớm hơn rồi. Ta không thể buông lỏng được nữa. Tiểu tháp. Diệp Quân ngồi xuống đất, sắc mặt hơi khó coi. Chuyện này không bình thường. Đang yên ổn sao đột nhiên lại bắt đầu sớm. Rất không bình thường. Diệp Quân đứng lên rời đi. Hắn muốn đến Tiên Bảo Các hỏi Tần Phong xem. Sau khi ra khỏi huyền điện, Diệp Quân đi thẳng đến khu vực trận pháp dịch chuyển huyền giới. Nơi này cũng có trận pháp dịch chuyển, có thể dịch chuyển đến rất nhiều nơi ở vũ trụ, dĩ nhiên cần có tiền. Tiền. Nghĩ đến tiền, Diệp Quân lại cảm thấy hơi đau lòng. Khoảng thời gian này hắn cũng đã tiêu tốn hết 300 vạn kim tinh khi tu luyện ở huyền điện rồi. 300 vạn. Bây giờ tiền trong tay hắn chỉ còn lại 2.700 vạn. Nhìn có vẻ còn rất nhiều nhưng thật ra không nhiều, vì mỗi lần tu luyện ít nhất đều là mấy trăm vạn. Quá đắt. Cũng may khoảng thời gian này hắn có thịt rồng, nếu không hắn cũng không thể nào tu luyện nhanh như thế. Năng lượng của thịt rồng mạnh hơn vài loại đan dược nhiều. Ăn thịt rồng, uống máu rồng, thể hồn của hắn cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Tu luyện vẫn cần chút thuốc bổ mới được. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân đã đến Tiên Bảo Các, vừa đến Tiên Bảo Các, Tần Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Tần Phong trầm giọng nói, đi theo ta. Nói rồi y dẫn Diệp Quân vào trong một gác xếp. Diệp Quân nhìn Tần Phong, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo diễn ra sớm là vì ta sao? Tần Phong gật đầu, vẻ mặt đanh lại, phải. Diệp Quân không nói gì. Tần Phong trầm giọng nói, ta nhận được tin tức là gia chủ nhà họ An An Nhã đến thư viện Quan Huyên tìm viện trưởng cố, sở dĩ họ làm vậy rõ ràng là có một mục đích, đó là không muốn để huynh tiếp tục trưởng thành, muốn giết huynh trước. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta đoán ra được. Tần Phong nhìn Diệp Quân, ta cũng nhận được một tin tức,
Tộc Thiên Long Viễn Cổ có một vị yêu nghiệt đến Trung Thổ Thần Châu, mục tiêu lần này của hắn cũng là để giết huynh. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, nhà họ An thì sao? Tần Phong nói, thiên tài của nhà họ An là An Đạo Tân, cô ta là nhân tài yêu nghiệt nhất thế hệ này của nhà họ An, thật ra mức độ yêu nghiệt của cô ta còn hơn cả An Mục. Cô ta được nhà họ An đưa đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên để tu luyện từ khi còn nhỏ, tài năng và sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Y dừng một chốc, sau đó nói, quan trọng nhất là vì nhà họ An, những thiên tài lần này đều có quan hệ rất tốt với An Đạo Tân, hơn nữa họ đều là người của các gia tộc lớn, đại diện cho lợi ích của các gia tộc lớn. Nói cách khác rất có khả năng là họ đang cùng đối phó huynh. Diệp Quân im lặng không nói. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, đề nghị của ta là đừng tham dự cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, đi thẳng đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên, với thực lực và thiên phú của huynh, chắc chắn có thể gia nhập vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên, chỉ cần gia nhập vào Tổng viện, cộng thêm sự bảo vệ của Diệp Chủ tịch, nhà họ An chắc chắn sẽ không làm gì được huynh. Diệp Quân hỏi, nếu bây giờ ta lên đường đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên, huynh nghĩ tộc Thiên Long Viễn Cổ và nhà họ An sẽ thế nào? Nghe thế sắc mặt Tần Phong trở nên u ám. Chắc chắn hai thế lực lớn mạnh này sẽ phái cường giả đỉnh cấp nhất đến giết Diệp Quân. Đây là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Diệp Quân khẽ cười, lựa chọn tốt nhất hiện giờ của ta là đến tranh đoạt số mệnh đại đạo này, đồng thời phải chiến thắng, chỉ có như vậy họ mới không dám động đến ta. Dù sao nếu là người giành được hạng nhất sẽ bị nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ chém giết. Chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu thế nào với Thư viện Quan Huyên? Tần Phong im lặng một lúc rồi gật đầu, Diệp huynh nói đúng, là ta không nghĩ đến điều này, nhưng huynh có thể giành được hạng nhất không? Diệp Quân nhìn Tần Phong, có thể. Tần Phong sửng sốt, sau đó nói, Diệp huynh có biết người đến tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này yêu nghiệt thế nào không? Diệp Quân gật đầu, có thể đoán được. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, không phải ta không đánh giá cao huynh mà là những người này thật sự quá yêu nghiệt. Hơn nữa đều là những người đời thứ hai trong các gia tộc lớn siêu cấp. Chẳng hạn như An Đạo Tân của nhà họ An tu luyện ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên từ khi còn nhỏ, tài nguyên giáo dục mà cô ta nhận được là những điều mà người khác không thể so sánh được. Còn có Đông Lý Mạch của đế tộc bất tử, huyết mạch của đế tộc bất tử gần như có thể khiến gã trở nên bất khả chiến bại. Hơn nữa người hộ đạo của gã còn là một cường giả siêu cấp đến từ 3.000 vạn năm trước. Nói rồi y nhìn Diệp Quân, những thiên tài này hầu như ai cũng có một người hộ đạo, huynh biết người hộ đạo không? Diệp Quân gật đầu, biết nhưng không biết quá nhiều. Hắn vẫn chưa quên tỷ tỷ váy trắng chính là người hộ đạo của hắn. Nhưng tỷ tỷ váy trắng này chưa từng xuất hiện. Tần Phong trầm giọng nói, về nghĩa trên mặt chữ, người hộ đạo chuyên bảo vệ huynh. Con đường võ đạo cực kỳ nguy hiểm, nếu không có người che chở trên con đường này, cho dù huynh có yêu nghiệt thế nào cũng có thể thất bại giữa đường. Dù sao thì cuộc đời này đã đầy rẫy những việc bất trắc, mà vai trò của người hộ đạo là giúp huynh tránh khỏi những cái gọi là bất trắc. Diệp Quân im lặng một lúc, thầm nói, Tháp gia, hắn nói có đúng không? Tiểu Tháp nói, phải. Diệp Quân bình tĩnh nói, Tháp gia, trước đây ngươi nói rằng tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên. Nhưng bây giờ ta là bán bộ kiếm đế, nói như thế, ta đã có thể đánh bại được tỷ tỷ váy trắng, có phải là ý này không? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân cười nói, Tháp gia, ngươi không nói chút gì sao? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, thật ra ta đã gạt ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta đã đoán được, nên bây giờ có phải ngươi có thể nói sự thật cho ta biết rồi không? Tiểu Tháp nói, thật ra tỷ tỷ váy trắng của ngươi không phải là đại kiếm tiên. Nàng ấy là một đại kiếm đế. Đại kiếm đế? Diệp Quân nhíu mày, ngươi không gạt ta chứ? Tiểu Tháp nói, ta gạt ngươi làm gì? Diệp Quân không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.